người cháu đến trước nữa rồi. Hay là mình kiếm cái gì ăn? Bao tử của bác cũng cồn cào lắm rồi. Dạ. Đi. Bác sao vậy? Không nhận mình già cũng không được. Ngồi lâu á, nó nhức cái lưng, tê cả chân tay, đứng lên không nổi. Dạ, để con đỡ bác. Bác cẩn thận nha. Bác thấy đỡ chưa? Đỡ rồi con. Dạ. Bây giờ mình ăn cái gì đây ta? Để bữa nay cô đãi bác nha. Được. Dạ. Hết rồi hả? Rót tiếp đi. Nè. Rót đi. Ê. Hồi nãy có biết tao thấy gì không? Thấy gì cả cha mày. Thiệt á. Mày á, cứ lần nào người ta đang ngủ hoặc là đang ăn uống, mày cứ làm ồn ào lên vậy. Ăn đi, nhậu đi. Tao sợ tao nói ra mày kệ cha tao không nổi. Thấy gì? Tao thấy ông già mày đang ăn tối vui vẻ với đứa con quan rất tình cảm ở đằng kia kìa. Mày nói cái gì? Đứa con quan mà mày thù ghét nhất đang ăn tối vui vẻ với ông già mày ở đằng kia kìa. Ê, Lan. Mày làm cái gì vậy? Mày mà ra ngoài đó chỉ để cho ba mày ghét mày thôi. Rồi ổng thương nhỏ đó hơn, có được gì đâu. Tao không cần biết, tao cho nát bét luôn. Mày khùng quá. Bây giờ tao kêu mày ra đây coi là để cho mày thấy ba mày thương con nhỏ đó hơn mày như thế nào. Để tìm cách hất cẳng nó càng sớm càng tốt, chứ không phải là tự hất cẳng mình, hiểu chưa? Tao nghĩ bây giờ là lúc mày nên về nhà, nếu như mày không muốn mất hết. Nếu mà Lam dám làm gì hơn, mình sẽ là người đầu tiên báo công an bắt Lam đó. Cậu thấy người đang nằm mơ là con á. Con nhỏ đó càng ngày càng có địa vị cao trong công ty, còn con chưa tạo dựng được cái gì hết. Cho dù sau này công ty có thuộc về con thì sớm muộn gì con cũng bị nó lật đổ thôi. Mày nói đúng. Đến lúc tao phải về nhà rồi. Tôi nghe nè ông bạn già. Rảnh chứ? Bữa nay là chủ nhật mà bắt tôi phải làm việc thì tội tôi quá đi. Hẹn cho cũ nghe. Rồi, chúc gặp lại. Ông không ở nhà ăn cơm trưa hả? Thôi bây giờ tôi ra ngoài. Hồi sáng giờ bà đi đâu vậy? Tôi dắt con đi mua sắm. Con hả? Bộ nó chịu mò về nhà rồi à? Dạ thưa ba. Lại bài trò gì nữa đây? Dạ thưa ba, tại vì 2 tháng nữa con mới có thể quay lại Singapore. Tại sao vậy? Dạ con bị đuổi học. Mày! Ông à, ông nghe con nhỏ nói hết đã. Ba ơi, lần này con biết sai rồi ba. Con hứa là con sẽ sửa đổi thật là tốt. Câu này á, mày nói bao nhiêu lần rồi? Dạ, con xin ba, ba tin con thêm 1 lần nữa thôi ba. Con đã nói vậy rồi, ông tin nó thêm 1 lần nữa nha. Nếu không tin á, thì biết làm cái gì bây giờ? Để coi, để coi sự ngoan hiệu của mày á tồn tại được mấy bữa. Hay là 2 tháng, trong khi con nhỏ ở nhà, ông cho nó vô công ty học việc đi. Có dạ. Thời gian làm việc rồi thì nó sẽ không có thời gian đi chơi nữa đâu. Dạ đúng rồi đó ba. Hay là ba cho con theo Khanh học việc nha ba.
được đó không? Thôi được rồi, sáng mai vô công ty đi, rồi sắp xếp sau. Dạ con cảm ơn ba. Tôi có việc phải đi đây. Mẹ chờ xem những màn kịch hay của con đó. Mẹ yên tâm đi, kể từ giờ á, đứa con Hoang đó sẽ sống không yên với con đâu. Anh à, tôi thấy để hai đứa ở chung một phòng á, không được ổn lắm. Thật sự mà nói, tôi không tin là nó thay đổi nhanh như vậy. Tôi biết để hai đứa nó chung một phòng thì có khả năng xảy ra chuyện cãi cọ rất cao. Nhưng mà tôi phải để như vậy, bởi vì mình phải có thuốc thử mạnh thì mới sớm phát hiện ra vấn đề. Dạ vâng thưa anh, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ dặn cậu Nhân đặc biệt theo sát thêm. Cảm ơn anh. Vô đi. Dạ con thưa ba, thưa bác. Dạ thưa bác gọi con ạ. Con ngồi đi. Dạ. Con đợi một chút nghe. Dạ. Dạ thưa ba. Thưa bác Phong. Sao con vô không gõ cửa? Không có ý tứ gì hết trơn vậy? À, dạ con. Ngồi đi. Khanh nè, sắp tới bác nhờ cháu chăm sóc con nhỏ này giùm bác. Nó được rảnh rang 2 tháng trước khi qua xin học lại, cho nên bác muốn đưa nó vô công ty thực tập. Khanh cho mình theo Khanh học hỏi nha. Nè, con phải thật khắc khe với nó nghe. Chỉ cần một lỗi nhỏ thôi phải báo bác liền, để bác trị tới nơi tới chốn. Dạ. Lần này con phải vất vả rồi đó. Không có gì đâu bác, nếu mà Lam thực sự có ý học hỏi con sẽ chỉ bảo tận tình. Xin chào bạn của mình. Xin chào. Bắt tay cái nào? Sao tình cờ quá vậy? Không phải là tình cờ đâu, mà tôi đã bám theo cô từ nhà cô tới đây đó. Anh theo dõi tôi hay là chính anh đã bị tôi dụ tới đây? Có chuyện gì vậy? Tất cả khu vực này đã có người của tôi bao vây rồi. Quá, sợ quá. Tôi đầu hàng nha. Có ai chiếm anh vậy? Không có gì. Có chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Cô biết không, hồi nãy có một tên gian ác đứng ở đằng sau cô, định ám sát cô, nhưng mà tôi đã tung ra một chưởng làm cho nó chết rồi. Nhưng mà tôi bây giờ phải bộc lộ thân phận thực sự của tôi thôi. Tôi chính là một vệ sĩ bí mật mà ba cô đã thuê tôi bí mật đi theo bảo vệ cho cô đó. Thì ra là anh mới từ hành tinh khác xuống phải không? Cảm ơn anh nha. Nhưng mà mai mốt không cần phải thanh toán vậy đâu. Tôi á là một người rất là trung thực và dễ tính, cho nên là lúc nào mời tôi đi ăn cũng được hết. Vậy thì cô là người dễ tính, có chấp nhận cho một người bạn rất là tốt bụng và lái xe rất là an toàn đưa cô về nhà không? Hình như là tôi đã tự đem cá dâng cho mèo hoang tàn ác thì phải. Ồ, đám cưới chuột. Gạt tan đây. Tự nhiên muốn vào xe để mở thật lớn bài này quá. Có ai muốn nghe cùng không ta? Đi thôi, tôi giúp cô nha. Đây nè. Cô đứng đây đi, để tôi đi lấy xe. Anh Nam. Thì ra anh không đi chơi với em là anh đi với con nhỏ này đó hả? Nè, đây là bạn của tôi, cô ăn nói cho đàng hoàng lịch sự nha. Anh nghĩ sao mà đi chung với con nhỏ này vậy hả? Nó còn bị mù nữa kìa. Im đi. Mà kệ cô ta, mình đi về đi. Anh Nam, em sẽ không cho anh đi đâu đâu. Em không thể nào để anh mất trí để anh đi chung với con nhỏ mù này được. Cô mới chính là người mất trí đó, đừng có ăn nói lung tung nữa. Em không cần biết,
Em không thể để anh chọn con nhỏ này đâu. Nó có cái gì mà hơn em hả? Không có gì nhiều, nhưng tôi hơn cô rất nhiều thứ. Thứ nhất, tôi lịch sự hơn cô, không tùy tiện xúc phạm người khác. Thứ hai, tôi không có bù lu bù loa như vậy để người ta coi mình như người điên. Cô nè, cô mới là người không biết tự lượng sức mình đó. Chỉ có tôi mới xứng đáng với anh Nam. Trinh, cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga hả? Đồ môn. Tôi nói là cô im đi kia mà. Cô có thấy là mọi người đang nhìn cô hay không? Cô không biết xấu hổ hả? Nếu mà cô còn chút lòng tự trọng thì cô đi về đi. Trời ơi, đàn bà con gái gì mà dữ vậy không biết. Hồi thời tụi mình nó đâu có giống vậy đâu. Trời ơi, tao mà có nhỏ bạn gái này chắc tao độn thổ chết mất. Đúng rồi đó, đàn bà gái gì đâu mà không dữ thế ớn luôn. Thôi được rồi, cô đi về trước đi. Tôi và cô sẽ nói chuyện sau. Nhưng mà nếu mà cô không chịu về thì tôi và cô sẽ không còn là bạn bè gì nữa cả. Anh à, anh nhớ đến tìm em nha. Cô đi về đi. Đúng rồi đó, đi về đi. Nói cái gì vậy? Con gái đứa giỡn không? Ờ, làm gì vậy? Phương Minh à, thật tôi xin lỗi nha. Không có sao đâu. Thôi tôi về trước nha. Để tôi đưa cô về nha. Anh nên dành thời gian để giải quyết những chuyện không ngờ của mình. Dạ, con nghe ba. Dạ, con biết rồi. Con sẽ bay chuyến sớm nhé. Dạ. Đây không phải là chỗ để chơi hay âm mưu gì đâu. Khanh nói gì vậy? Làm đàn nhắm vô Hân đúng không? Thật sự là mình không hiểu Khanh nói cái gì hết. Mình vào đây làm cũng không có vui vẻ thoải mái gì đâu. Chẳng qua là mình đang muốn chuộc lỗi sau vụ mình bị đuổi học với ba mình. Mình chỉ muốn lấy lòng ba mình thôi, chứ mình không có âm mưu gì như Khanh nghĩ hết. Nếu mà đúng như vậy thì tốt. Đừng để mình phát hiện Lam có âm mưu gì. Lúc đó đừng có trách. Mình về rồi hả con? Dạ. Mẹ. Con à, con đã về rồi thì ở nhà đừng đi đâu nữa nghe. Ngày mai con phải vào bệnh viện để phẫu thuật rồi. Dạ. Đưa đây cho mẹ. Với mẹ dặn con nè, tối nay đến sáng mai con không được ăn gì nữa. Cho nên dạ, trưa nay ăn nhiều một chút nghe con. Dạ, con biết rồi mẹ. Để mẹ đi con đi. Dạ, con nghe ba. Tình hình phẫu thuật của em con ở bệnh viện như thế nào rồi? Dạ, mọi chuyện vẫn bình thường mà ba. À, bình thường hả? Ba hiểu. Cậu, cho xe quay về nhà ngay. Dạ anh. Chạy nhanh lên. Con chần chờ cái gì nữa? Trường nó sẽ không tới đâu. Ông giở trò gì phải không? Có hay không á thì ông không cần biết. Chỉ biết một điều á, số thằng Trường đưa ra sẽ không bằng cái số này đâu. Ký đi. Dinh ký đi dinh, suy nghĩ làm gì còn dưỡng dân chi.
dù cho ước nguyện tiền tôi sẽ chi. Bà hả hê lắm hả? Ông nói gì vậy? Ngày hôm qua bà bỏ vô ly sữa của tôi bao nhiêu viên thuốc ngủ vậy? Nè, ông còn mớ ngủ hay sao? Ông nói cái gì vậy? Bà định rước số về nhà hả? Tôi mà có giận á thì tôi sẽ dẫn người về giúp tôi bắt con sói con mà ông đã dẫn về nhà cách đây 10 năm đó. Rồi sẽ có lúc bà sẽ hối hận về những việc làm ngày hôm nay. Không có đâu. Tôi sẽ không bao giờ hối hận về những gì tôi đã làm. Người hối hận là ông đó. Buồn ngủ quá. Thiệt tình nó đi làm mà cái mặt nó còn ngái ngủ. Do số cổ phần hiện có, chỉ cần còn ủng hộ thôi thì cậu sẽ đường hoàng bước vào ban quản trị của công ty. Cậu, con sẽ ủng hộ cậu. Cậu cứ chuẩn bị làm thủ tục ủy quyền đi. Rồi, cậu sẽ nhờ luật sư làm ngay. Cậu sẽ dốc sức giữ phần cho con và con Lam. Yên tâm đi. Không cần đâu. Chuyện quan trọng nhất là cậu phải giúp con tống cổ đứa con Quang đó ra khỏi công ty An Phát. Yên tâm, cậu biết phải làm gì mà. Sao rồi? Sao rồi con? Dạ, vẫn chưa xong. À, bác sĩ, sao rồi bác sĩ? Gì? Cuộc phẫu thuật tiến triển rất tốt. Nhưng kết quả ra sao thì phải đợi 3 ngày nữa tháo băng thì mới biết được. Vậy chừng nào chúng tôi mới vào thăm được cháu hả chị? À, khoảng đầu giờ chiều cháu sẽ được chuyển sang phòng hồi sức đó chị. Dạ, cảm ơn chị. Nhiệm vụ của tôi mà. Thôi, tôi còn nhiều việc xin phép đi trước nha. Dạ, dạ, xin cảm chào. Ơn dạ. Ba mẹ, hay là mình đi ăn chút gì đó rồi về nhà nghỉ ngơi. Đầu giờ chiều rồi mình vô lại. Không, mẹ muốn ở lại đây để chờ khi em con tỉnh lại. Tối nay em tính ở lại đây cùng với con à? Có chứ. Nếu vậy, bây giờ em phải về nhà ăn uống và nghỉ ngơi. Dạ, mẹ về nghỉ ngơi đi. Con ở đây canh chừng em cho. Vậy mình sẽ ở lại chung với Khanh luôn. Vậy anh sẽ mua đồ ăn cho hai đứa. Thôi bây giờ em hãy tranh thủ về nhà đi rồi còn quay lại nữa mà. Thôi đi. Thì có gì gọi điện thoại cho mẹ biết. Dạ, con biết rồi. Dạ, đi. Dạ, dạ, thôi mình đi. Chào anh. Anh không đi Hà Nội sao? Anh nghĩ tôi còn tâm trạng để đi hay sao? Anh yên tâm, tôi sẽ nghĩ ra cách để xử lý chuyện này. Còn cách để xử lý hay sao? Không phải là tôi muốn trách anh, nhưng lẽ ra anh không nên dễ dàng để bị gạt như vậy. Thưa anh, tôi xin lỗi. Thôi, bỏ qua đi. Ngồi uống trà với tôi. Trai, hàng của em có chưa? À có rồi, mới về. Coi chừng quay hàng giúp anh vô lấy cho. Dạ. À, ở ngoài quầy có mấy catalog mới á. Dạ. Dạ, anh ơi, tôi muốn mua kính thiên giang để làm quà sinh nhật cho em gái tôi. Anh có thể giúp tôi được không? Anh đang giúp giùm nha. Tại vì lần đầu tiên tôi mua tôi không biết gì hết á. À, vậy
Em gái của chị thường hay sử dụng của hãng nào? Em gái tôi cũng chưa sử dụng lần nào luôn. Vậy là mới bắt đầu đúng không? Ừ. Vậy để tôi giới thiệu cho cái loại này, dễ sử dụng lắm. Dạ. Đây, đây là cái dễ sử dụng nhất. Ờ, vậy anh chỉ cho tôi cách lắp ráp được không? Ừ, được, không thành vấn đề. Dạ. Đây, cô mở cái này ra nha. Có chuyện gì vậy em? Ồ, à, tại cô này cũng muốn mua kính thiên văn mà không có anh ở đây, em thay anh giới thiệu cho cổ luôn. Ờ, vậy thì ra anh không phải là chủ ở đây hả? Không. Còn cái kính này... Cô yên tâm đi, cậu ta mà tư vấn còn tốt hơn tôi nữa đó. Nè em. Dạ, cảm ơn anh. Em đi nha. Em về đi anh. Cảm ơn anh. Cô coi đi. À, dạ. Múa gì vậy? Kính diễn vọng. Để mai mốt nhóc mình về, rồi bốn đứa mình cùng uống cà phê, cùng ngắm sao buổi tối. Cha con nhỏ sẽ rất bất ngờ với món quà này. Sao vậy? Sao tự nhiên thở dài vậy? À, ý tưởng lớn đụng nhau rồi kìa. Thì đâu có sao đâu. Có hai cái, mai mốt đỡ dành qua dành lại. Ừ, tính là cũng phải ha. Ừ. Con nhỏ đó chuyên gia dành phần của mấy anh chị nó không à. Đi đây. Rồi xong chưa? Làm nhanh đi rồi vô bệnh viện thay ca cho bác nữa. Ừ, biết rồi. Đây. Không biết mai mốt nhóc mình về có nhận ra tụi mình hay không nữa ha. Nè, ai thì không biết, nhưng mình chắc chắn là nó sẽ nhận ra mình. Tự tin quá. Ừ, còn gì nữa, mình là chị ba số 1 của nó rồi. Hết biết luôn. Nói vậy á thì mình cũng là chị Hân số 1 của nó. Thôi nha, cái này mới gọi là hết biết nè. Thăm cả buổi trời. Ủa, rồi sao? Thì về đi, cả buổi rồi. Tôi không về, tôi ở lại đây, tôi chơi tới khuya luôn. Ở đây tán dóc hoài thì làm sao con nhỏ nó nghỉ ngơi được. Anh sợ tôi tán dóc hay là anh sợ tôi ở đây nè để cản trở anh tán tỉnh chị Thảo? Cô nói cái gì vậy? Anh tưởng là tôi không biết âm mưu của anh hay sao? Nãy giờ anh ngồi chờ ở đây nè là anh đợi chờ chị Thảo đến phòng để thăm mình, phải không? Rồi nhân cái cơ hội đó anh tán tỉnh chị Thảo, phải không? Nè, cô đừng có ăn nói lung tung nha. Yên tâm đi, tôi thề là tôi sẽ không nói lung tung. Tôi chỉ nói một mình chị Thảo nghe thôi. Cô dám? Hơ, anh thách lộ người rồi. Ủa, chị Thảo? À, nè, cô ăn táo đi, ăn táo đi, ăn táo đi. Hả, cô? Lần này chết chưa? Thôi, tôi có việc phải đi rồi. Ê, nè, anh đứng lại, anh giờ mặt ai vậy? Thôi chị à, nể mặt tôi tha cho anh ấy nghe. Ừ, phải đó cô, cậu bỏ chạy vậy là cậu thua cô rồi. Nè, tôi nể mặt hai người mới tha cho ổng đó nghe. Ừ. Nằm xuống đi con. Ừ, dạ. Con gái cưng của bà ngủ tới giờ này vẫn chưa dậy hả? Nó dậy đi làm từ sớm rồi. Đi làm? Hay là đi từ đêm qua chưa dậy? Ông không tin thì vô công ty kiểm tra đi. Bà yên tâm đi, lần này tôi trị tới nơi tới chúng luôn.
Trời đất ơi, Lam, dậy đi con, dậy, dậy đi. Ngủ hoài à? Ôi, ai vậy, muốn chết hả? Trời đất ơi, cái con nhỏ này ăn nói kiểu gì vậy? Ngồi dậy lẹ lên, nhanh. Mẹ, mẹ có thấy con buồn ngủ lắm không? Mẹ cho ngủ xíu đi. Ngủ cái gì mà ngủ, ba con tới công ty kiểm tra. Nhanh lên, ba con mà phát hiện ra con đi trễ là chết giọng đó. Dậy. Chết rồi. Mới có mấy ngày thôi lại bắt đầu dở thói đi trễ nữa rồi, không làm ăn được cái gì hết. Xin lỗi Khanh, xin lỗi. Biết mấy giờ rồi không? Trễ cả tiếng đồng hồ rồi. Thì bình thường mình có trễ đâu, hôm nay mới trễ một chút xíu thôi chứ gì. Trễ một chút, nói vậy mà nghe được hả? Bộ không biết là... Dạ, con thưa bác. Hai đứa làm gì mà đứng đây vậy? Giờ này con mới đi làm hay sao? Bộ tưởng đây là cái chợ hả? Ba, hồi sáng nay con đi làm sớm lắm, chẳng qua là con đi lạc thôi. Con đi làm mấy ngày rồi mà con dám nói là lạc? À, thì sáng nay tại tự nhiên con đi xe máy mà con cứ tưởng là con nhớ đường, nhưng mà con đi vòng vòng sao ra tới đại lộ Đông Tây. Lúc nào cũng có lý do hết, rồi tới ngày mai á sẽ diện lý do gì đây. Thôi được rồi, con hứa với ba, đây là lần đầu cũng giống như là lần cuối con đi trễ. Con cứ đại nữa cho bác, lỡ công việc nào khó nhất giao cho nó. Dạ, con biết con phải làm cái gì rồi. Thôi, hai đứa đi làm việc đi. Dạ. Nghe chưa? Đi. Đi đâu? Đi đây. Dự án cũ mọi người còn cái gì báo cáo với anh nữa không? Dạ không, em cũng không ạ. Ừ, vậy mình nói chuyện mới nha. Dự án trường đại học Đông Nam Á, khách hàng đã lựa chọn và quyết định thiết kế của... Họ chọn Khanh phải không anh? Hôm qua rõ ràng họ rất thích Khanh. Không phải, khách hàng đã gửi thư xác nhận ý tưởng thiết kế mà họ lựa chọn là của... Sao lại là Hưng? Bên đó người ta đề nghị để Khanh phụ trách dự án này mà. Ban đầu là như vậy, nhưng tôi thấy ý tưởng của Hân là tốt hơn nên đã thuyết phục họ làm việc với Hân. Anh thuyết phục họ à? Như vậy là bất công với Khanh rồi. Đây là dự án quyết định, ai sẽ được lên nắm quyền tổ thiết kế, anh có biết không? Anh không thể nào can thiệp vô như vậy. Chính vì cái dự án này mang tính chất quyết định như vậy, tôi phải lựa chọn cho thật chính xác. Rõ ràng anh thấy đó, ý tưởng của Hân là tốt hơn, nhưng bên khách hàng vì nghe tin Khanh đoạt giải và muốn làm dựa vào đó để PR cho dự án của họ, cho nên mới đề nghị Khanh, chứ không phải là ý tưởng của Khanh tốt hơn của Hân. Tôi không thể chấp nhận lý do của anh. Anh làm như vậy rất bất công cho con Khanh. Tôi sẽ không đồng ý lấy kết quả dự án này để lấy người lên nắm quyền tổ thiết kế. Dù cho kết quả của dự án này có ra sao thì người tôi chọn vẫn là Hân. Anh lại để tình cảm riêng tư ảnh hưởng tới công việc rồi. Lại để? Thì ra anh vẫn để tâm vào cái vụ tôi thu mua cổ phần của anh Vinh, đúng vậy không? Tôi không có ý đó. Anh nói là do ba em can thiệp vô chuyện này hả? Ừ, vậy nên anh mới lo. Khanh với Hân mà biết chuyện này thì không hay ho gì đâu. Nếu anh đã cho là như vậy thì tôi không còn gì để nói nữa. Anh yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm cái chuyện thu mua cổ phần thất bại. Tôi sẽ không để cho công ty bị thiệt hại gì đâu. Tôi nhắc lại, tôi không cần anh chịu trách nhiệm gì hết. Vậy là những lời nói của anh không như những gì anh nghĩ. Chào anh. Ba, hai đứa đứng ở đây lâu chưa? Dạ, thật ra thì con cũng mới vô tình đi qua đây à. À, con còn nhiều việc phải làm, con xin phép bác con làm việc tiếp. Ừ. À, có chuyện gì vậy ba? À, không có gì đâu, con đi làm việc đi. Con có thể nói chuyện với ba một chút được không? À, con muốn nói chuyện của Khanh phải không? Ba đã quyết định rồi, ba sẽ không thay đổi đâu. Dạ thưa ba, nhưng mà... Thôi, ba không muốn nói đến chuyện này nữa.
Tạm thời ổn định rồi con. Dạ, con cảm ơn cậu. Nè, sao tự nhiên lại lên cơn đau đột ngột vậy? Con có uống thuốc đều đặn không? Dạ có, con vẫn uống thuốc đều lắm. Nhưng mà chắc tại mấy bữa vừa rồi làm việc mệt quá. Con phải chú ý điều độ sức khỏe của mình, để ý cái tình trạng của mình ra làm sao chứ. Ừ, con biết rồi. Mà cậu, con mới vừa lên mạng tìm được một tài liệu, có một loại thuốc mới có thể chữa căn bệnh của con mà không cần phẫu thuật đó cậu. Cậu có đọc cái tài liệu đó trên email của con rồi. Con muốn thử à? Dạ. Đây là loại thuốc mới, nhưng mà rủi ro và tác dụng phụ của nó vẫn chưa phát hiện được. Con suy nghĩ kỹ lại đi. Nếu mà không thử thì rủi ro của căn bệnh của con cũng đâu có ít đâu. Nhất định là con sẽ thử. Con hãy nên suy nghĩ thêm mấy ngày nữa rồi hãy trả lời. Những rủi ro nằm trong tầm kiểm soát á, vẫn còn đỡ hơn là những rủi ro mà ta chưa biết nó là gì. Dạ. Đây, tôi chỉ gọi điện thoại cầu may thôi, không ngờ là cô đến giúp tôi thiệt. Trùng hợp á, là tôi cũng đang nghỉ, tôi đi loanh quanh chơi thôi, nghe anh gọi là đến liền. Mà phải trang trí lại toàn bộ căn phòng này luôn hả? Phải. Thực tình mà nói, tôi không biết phải sắp xếp như thế nào đây. Tôi thấy thì cũng đơn giản. Mình sắp xếp lại mấy bức tranh, với lại vẽ thêm một số bức nào mà màu sắc tươi sáng một chút xíu. Tôi thấy mấy cái tranh này màu hơi buồn. Ý kiến hay đó. Tôi nghĩ là chỉ tiếc là tôi đang không có tiếp xúc với sơn được, cho nên là tôi sẽ giúp anh vẽ phác thảo trên giấy ha. Ủa, cô không được khỏe hả? Không, chỉ là không được tiếp xúc với hóa chất thôi. Còn mấy chuyện vẽ vời á thì vô tư. Nè. Cảm ơn cô. Tôi xin lỗi nha. Chuyện vừa rồi đó. Không, cái đó là uống thuốc theo cử thôi, chứ không phải là do làm nên mệt đâu. Vậy là lúc trước cô bị xỉu cũng là do căn bệnh này. Ừ. Thời gian dài như vậy rồi mà vẫn chưa hết hả? Tôi biết tâm bệnh của cô được không? Tôi xin lỗi nha, tôi nhiều chuyện quá. Nếu mà không may anh mắc phải một căn bệnh rất khó trị, rất là khó chữa, và anh buộc phải chọn lựa giữa hai phương pháp để chữa trị. Một là có những rủi ro được lường trước. Hai là sẽ xảy ra chuyện gì anh cũng không đoán được. Anh sẽ chọn phương pháp nào? Vậy rủi ro của phương pháp một là gì? Có thể là anh sẽ phải ra đi ngay trên bàn mổ. Còn phương pháp 2 là anh phải chữa trị qua một loại thuốc mới. Nhưng mà hiện giờ người ta vẫn chưa phát hiện ra những tác dụng phụ hay là những rủi ro của nó. Chà, vậy rủi ro của hai phương án cũng đâu có khác gì nhau. Nhưng nếu là tôi sẽ chọn những phương án nào mà cho tôi nhiều thời gian nhất. Phải. Cái quan trọng nhất vẫn là thời gian. Mà đây là câu chuyện của một người bạn. Anh sẽ giữ kín giùm tôi nha. Tất nhiên, tôi biết mà.
vẫn đang còn nghĩ chuyện thay canh làm dự án sao? Khi biết chuyện Khanh phản ứng khá mạnh, em chưa bao giờ thấy Khanh phản ứng như vậy hết á. Thật sự chuyện lần này sẽ khiến Khanh bị tổn thương, nhưng anh tin rằng chắc là ba có lý do gì đó nên mới quyết định như vậy. Thay vì tốn thời gian đi hỏi này hỏi nọ rồi để ý người ta nó ra nó vào, thì con hãy tập trung làm tốt cái bản thiết kế của mình đi. Dạ thưa bác. Nếu như bây giờ con nói với bác là con không có lòng tin vào bản thiết kế của mình và cũng không có lòng tin là mình sẽ làm tốt, thì bác cho phép con rút lui. Dạ thưa bác, chuyện này không phải chỉ vì con mà còn vì Khanh nữa. Thật sự là tôn chỉ kinh doanh bao nhiêu năm nay của An Phát luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Do bác nhìn thấy thiết kế của con thật sự vượt trội, cho nên bác đã vì khách hàng mà chọn thiết kế của con. Nếu bây giờ con bỏ cuộc thì không chỉ chứng minh là bác đã nhìn lầm người, mà con sẽ tự nhận con là một người không có năng lực. Con hãy suy nghĩ kỹ đi. Anh tin Khanh là người hiểu chuyện. Dù dự án này do ai làm cũng được, em và Khanh mãi mãi là chị em tốt của nhau. Nào, cô nói con mở mắt thì con hãy thật từ từ mở mắt để quen với ánh sáng. Con để ánh mắt nhìn thẳng nha. Dạ. Con thử mở mắt đi. Từ từ thôi. Xin lỗi. Kết quả kiểm tra lần này của chương trình IELTS của chúng ta thì kết quả rất là tốt. Một số bạn thì đạt kết quả rất là cao, như là bạn Ngọc Hân 8 chấm và bạn Phương Khanh 7.5. Các bạn cho tràng pháo tay.
bây giờ đi, đi đâu vậy? Mình vô thư viện một chút, Hân về trước đi. À lát nữa, đón nhóm mình ở lớp học vẽ giùm mình luôn nha. Hả? Hân sợ về không kịp, tại vì chút nữa Hân phải đi với bác Phong về Đồng Nai làm lại giấy tờ cá nhân của Hân á. Vậy thôi, mình đi rước cũng được. Vậy mình về nha. Con sao rồi? Anh à, con đang phẫu thuật. Em yên tâm đi, con sẽ không sao đâu. Yên tâm đi. Con à, có sao không con? Dạ không. Tại sao con với em Minh bị như vậy? Con tôi sao hả bác sĩ? Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng có thể sẽ mất đi thị lực. Bác sĩ, bác sĩ nói gì? Con tôi sao lại mất thị lực? Ê, em nè. Bác sĩ, cháu tôi đã làm sao rồi bác sĩ? Bình tĩnh, chuyện này phải kiểm tra tỉ mỉ thì mới kết luận được. Bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng hồi sức. Đến chiều thì gia đình có thể vào thăm được rồi. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Em, lúc này mình phải hết sức bình tĩnh, bởi vì mình sẽ là chỗ dựa cho hai đứa con gái mà. Như vậy mà con. Con xin lỗi. Con khờ quá, sao lại phải xin lỗi? Tại con mà em bị như vậy. Tại con mà cả nhà mình không vui. Tất cả là tại con. Khánh à, tại con. Đừng làm vậy nghe không à. Con ơi, đừng mà. Đừng làm má lo. Đừng làm má sợ con à. Con kệ má nói đây. Chuyện tai nạn năm xưa con không có lỗi với em, và chuyện phẫu thuật thất bại bây giờ con lại càng không có lỗi với em. Nhưng thái độ hiện giờ của con thì con đang có lỗi với em con đó.
Đây là lúc em con nó đang cần con nhất. Vậy mà con chỉ biết ngồi đây để tự dằn vặt bản thân mình. Con nghĩ mình làm đúng hay sai? Con Phương mình đang rất cần chúng ta. Hãy để cho em con thấy, cho dù trong hoàn cảnh nào, nó cũng có chúng ta ở bên cạnh nghe con. Bây giờ khuya rồi, con nghỉ ngơi đi. Rồi sáng mai hai mẹ con mình sẽ vào bệnh viện thăm em, nghe con. Đưa đây, chị cất cho. Dạ. Em cảm ơn chị. Chị nè, em thấy mọi người không cần phải lúc nào cũng chia nhau ra ở đây với em đâu. Sao? Bộ hẹn hò với anh nào hay sao mà không cho mọi người ở đây vậy? Chị nói gì vậy? Em chỉ sợ mọi người mệt thôi mà. Nhắc mới nhớ, sao mấy hôm nay không thấy người ta tới thăm vậy ta? Người ta nào chị? Thì cái người mà con của Thảo đó. Ủa, thăm hỏi gì? Em với anh ta đâu có thân lắm đâu. Thì trước mắt không thân thì sao cũng từ từ thân thôi. Thôi nha, không có chọc ghẹ em nữa nha. Ai dám chọc ghẹ con gái cưng của ba vậy? Dạ thưa bác mấy ba. Ừ. Thôi cũng trễ lắm rồi, con về nghỉ đi. Dạ, tối nay. Tối nay bác sẽ ở lại đây với Minh. Vậy chị con về trước nha. Chị về nha. Dạ, chị về. Bye bye chị. Bye bye. Dạ. Về đi. Ba. Con gái. Dạ. Ba đã hỏi cô Thảo. Cô nói con ở thêm ngày mai để làm thêm một số kiểm tra nữa. À, ngày mốt. Ngày mốt con sẽ trở về nhà. Ba. À, sao con? Con không sao hết. Ba yên tâm đi. Trước khi làm cuộc phẫu thuật này, con đã chuẩn bị tâm lý rất là kỹ. Con luôn tự nhắc mình là không được quá kỳ vọng và luôn phải sẵn sàng đối mặt với sự thất bại này. À, con biết không, ba không có lo lắng gì hết. Chỉ lo lắng một chuyện, đó là con sẽ mất đi lòng tin về khả năng hồi phục của mình, rồi sau đó con sẽ bỏ cuộc, không tiếp nhận chữa trị nữa. Ba yên tâm, nếu còn cơ hội thì con sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Nhưng con xin ba một chuyện. Con nói đi. Nếu có một ngày bác sĩ tuyên bố là đôi mắt của con không còn khả năng hồi phục nữa, con xin ba và gia đình hãy chấp nhận sự thật và đừng bao giờ ép con phải tiếp tục chữa trị nữa. Ba hứa với con. Dạ, con cảm ơn ba. Mời vào. Ê, cô chào mẹ. Chào con. Con mới về ạ. Ông nội con ra sao rồi? Dạ, con nói cho mẹ biết một bí mật này nha. Ừ. Ông nội chỉ giả bệnh đi dụ con về mà thôi. Người già mà, luôn muốn các con ở bên cạnh. Công ty của con ở bên này cũng chưa vào hoạt động, sao con không ở thêm bên đó với ông bà? Con ở với ông bà nội từ nhỏ cho đến lớn rồi. Mẹ, bây giờ á là thời gian con dành cho mẹ. Con dẻo miệng quá. Nhưng mà mẹ không có bao cho con ăn trưa ăn tối đâu nha. Thôi, ăn trưa ăn tối là phải để con trai mời mẹ chứ. Mẹ, con thèm mấy cái món ăn ở Việt Nam quá rồi. Hôm nào con dẫn mẹ đi ăn nha. Được thôi. Nhưng mà để ngày mai đi. Mẹ có một bệnh án cần phải nghiên cứu, chắc mẹ phải ở bệnh viện cả ngày nay.
Hay là con kiếm cái món nào ngon ngon con mua vô để hai mẹ con mình ăn nhé. Cũng được. Mời vào. Dạ, đây là kết quả kiểm tra của bệnh nhân Nguyễn Phương Minh. Ủa? À, cảm ơn em. Dạ. Nguyễn Phương Minh. Ủa mẹ, Phương Minh. Mẹ, có phải là cô gái mà con đã gặp không mẹ? Cô ấy bị làm sao vậy mẹ? Cuộc phẫu thuật mắt của Phương Minh đã thất bại. Alo. Tôi sẽ thanh toán tiền vé, nhưng anh cứ giữ cặp vé đó lại, tặng cho ai thích xem show diễn. Tôi phải đi công tác, không về kịp. Cảm ơn anh. Anh là ai? Là tôi đây. Cảm ơn anh. Nè, cô không sao chứ? Tôi không sao. Sao tình cờ vậy? Tôi vừa gặp mẹ. Vậy là anh tình cờ nghe được chuyện của tôi phải không? Y học đang phát triển theo từng ngày, cô nhất định sẽ có cơ hội hồi phục. Tôi cũng mong là như vậy. Hình như là tôi vẫn chưa kể cho cô nghe tôi từng bị mù phải không? Anh đừng đùa giỡn như vậy. Anh không biết cái cảm giác này nó đáng sợ như thế nào đâu. Trước mắt chỉ là một màu đen, không gian xung quanh chợt trở nên rộng lớn. Ta càng đưa tay ra giới lấy thì mọi vật càng rời xa. Cuối cùng chỉ còn lại một mình ta mắc kẹt ở lại với cảm giác hoang mang và sợ hãi. Ba ơi, mẹ ơi, mở đèn lên cho con đi. Anh hai ơi, chị ba ơi, cứu em với. Ba ơi, mẹ ơi, mở đèn cho con. Nam, cẩn thận nghe con. Dạ. Cứu con tôi. Nè, mẹ ơi.
tôi xin lỗi anh. Đâu có gì đâu. Nhìn tôi khỏe mạnh như bây giờ, đâu ai nghĩ rằng tôi đã từng là một đứa trẻ bị khiếm thị chứ. Đến lúc nào thì anh hồi phục? 3 năm. Cô Thảo chữa cho anh hả? Không phải. Sau khi tôi gặp nạn, ông bà nội tôi đã ép ba tôi giành lại quyền nuôi dưỡng và đưa tôi qua Malaysia để sinh sống. Gia đình nội tôi ở bên đó có điều kiện khá là tốt. Họ đã đưa tôi đi khắp nơi để mà chữa trị. Trong suốt 3 năm, bệnh viện đã trở thành nhà của tôi. Và tổng cộng tôi đã phải trải qua 8 lần phẫu thuật. Anh là một cậu bé dũng cảm. Cô cũng là một cô bé dũng cảm mà. Và hãy cứ tiếp tục dũng cảm như vậy, đừng bao giờ lùi bước. Khi chấp nhận cuộc phẫu thuật này, tôi đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với thất bại. Nhưng cái cảm giác xung quanh chỉ còn lại một màu đen, thực sự rất đáng sợ. Cái ánh sáng lờ mờ trước đây tuy không giúp tôi nhìn thấy gì, nhưng mà cũng là một thứ mà tôi có thể bấu víu vào được. Còn bây giờ giống như tôi bị rớt xuống vực thẳm, không biết bám vào đâu. Cô đưa ta ra đi. Cô đưa ta ra đi. Con người ai cũng có lúc yếu đuối, ai cũng có lúc gục ngã. Những lúc như vậy, đừng ngại ngần đưa tay ra để cho bạn bè nắm lấy tay của mình, cùng mình bước qua chặng đường khó khăn đó. Cảm ơn anh. Dịu ra đây con. Con đói chưa? Mẹ lấy cơm cho con ăn nghe. Bữa nay có món đậu hũ dùng thịt với canh bí đỏ cho con đó. Dạ, lát nữa con ăn nha mẹ. Mẹ. Mẹ đây. Nếu con nói với mẹ là con không buồn thì con đang nói dối. Nhưng con hứa với mẹ, con sẽ nhanh chóng vượt qua chuyện này. Con sẽ tiếp tục sống thật tốt, con sẽ không từ bỏ hy vọng đâu. Mẹ cảm ơn con. Cảm ơn vì con luôn kiên cường như vậy. Trời, ủa? Tới nơi rồi. Sao anh hai dẫn em vô đây vậy? Trò chơi này anh cũng mới tham gia thôi. Vận động hết cơ thể luôn, nhất là chỗ này của em nè. Mình bắt đầu nha. Bích. Chào anh. Hôm nay dẫn khách hàng cho em nè. Cô em gái của anh, có gì hướng dẫn cho em gái của anh nha. Dạ em chào chị. Mời chị đi thay đồ nha. Thay đồ hả? Cứ theo cô ấy đi. Dạ mời chị. Em chào anh. Ủa, sao tình cờ vậy? Dạ chủ nhân không có gì gì làm, cho nên là em và anh họ em đi vận động một chút. À quên, để em giới thiệu, đây là anh Kiệt, anh họ của em. Còn đây là anh Khang, anh trai của Minh, người mà em với anh đã gặp ở trong nhà hàng với mẹ đó. Chào anh. Chào. Anh có đội rồi hả? Còn dư chỗ nào không cho em và anh Kiệt tham gia với? Tự nhiên hôm nay nội hướng đột xuất. Nè, người ta có đội rồi. Dạ. Em đừng phá đội hình của người ta chứ. Không có sao đâu, chơi chung đi. Chỉ có tôi và em gái tôi thôi. Dạ.
đó. Vậy thì hay quá. Mình đi. Đi thôi. Chém cây súng. Ủa, hai người biết nhau hả? Biết thì đúng là có biết. Mà sao không muốn gặp mà cứ gặp hoài à? Vậy mà lần nào gặp nhau thì cũng gây sự người ta vô cớ. Thôi, chúng ta vô bắn đi. À, anh là người chơi lâu rồi. Anh chỉ cho chị Khanh nha. Còn em sẽ chung đội với anh Khanh. Anh không chung đội với cô ấy đâu. Em chung đội với anh hai thì em chơi. Không thì em đi về không chơi đâu. Thôi 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 thôi, chủ yếu là vận động thôi. Vô đội nào mà không được. Thôi, anh em mình ra ngoài trước đi. Ok anh. Cảm ơn anh. Anh hai. Rồi tụi bay tiến lên nha. Rồi trốn đi. Anh hai. Anh hai. Nè, không dám chơi thì đi về đi. Nè, anh muốn tôi về lắm hả? Vậy thì tôi càng không về. Tôi nói cho cô biết, nếu lỡ như mà tên bay đạn lạc đó nha, có trúng cô thì cô đừng khóc nhè. Tôi không bảo vệ cho cô đâu. Ai cần anh bảo vệ chứ. Nè, đi đâu vậy? Hướng bên này mà, tôi cho một đội với cô mà. Cô. Mặc kệ cô, cho chúng đạn đáng chịu. Mình đi. Anh hai. Anh hai đâu rồi anh hai? Địch đã lọt vô trận địa bay phục. Tấn công, tấn công. Anh hai ơi. Đúng rồi. Dừng lại, dừng lại. Khanh, em có sao không chị? Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không có ý. Không phải lỗi tại mọi người đâu, tại vì có người đi lung tung đó. Sự cố thôi mà, không sao đâu. Tất cả mọi người chơi tiếp đi. Cô còn đau đâu không? Hay là để tôi đưa cô vô trạm y tế? Mọi người đừng có bận tâm. Trúng mấy viên đạn mà đau đớn cái gì? Chơi tiếp đi, vào vị trí. Không đau hả? Cho em biết thế nào là không đau. Thôi. Cô. Anh Kiệt. 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 Em còn đau hả? Không. Không đau sao mặt vẫn còn yếu xìu vậy? Em đâu có yếu xìu gì đâu. Thiệt không đó? À, ở trong quán này nè, có một món bánh mà Chúc Minh rất thích ăn. Lát nữa anh em mình mua đem vô cho con nhỏ nha. Em định tránh mặt con nhỏ cho đến bao giờ đây? Em đâu có. Em còn nhớ trước đây, anh em mình đã từng nói gì với nhau không? Anh em mình nói, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì anh em mình vẫn là chỗ dựa tinh thần cho em nó. Vì vậy trong lúc này, em phải mạnh mẽ lên, để cùng với anh làm chỗ dựa tinh thần cho nhóc Minh. Em đừng trốn tránh nữa. Vậy thôi, lát á, mình mua thêm bánh cho con nhỏ đi. Nó ham ăn lắm, ăn cái không đủ đâu. Anh biết trong thời gian vừa qua có nhiều chuyện làm cho em buồn lắm đúng không? Người làm anh này không chỉ biết thương, biết lo cho một đứa em thôi đâu. Em cũng là một cô em gái mà anh yêu thương nhất. Có chuyện gì đừng có giấu anh nghe. Em biết á, là anh đang muốn nói đến chuyện gì. Nhưng mà anh yên tâm đi, em không sao đâu. Thiệt không đó? Đúng là em cũng chạnh lòng với Hân. Nhưng từ trước tới giờ em luôn coi Hân như là chị em mà. Mà chị em thì Hân làm được cũng như em làm được thôi. Em nói như vậy thì anh yên tâm rồi. Nhưng nên nhớ, có chuyện gì phải nói anh biết đó. Dạ. Đắng quá. Mày lấy kẹo cho con ngậm nghe.
có người già đầu rồi uống thuốc mà còn nhõng nhẽo là làm sao? Chị ba, chị tới hồi nào vậy? Nè, coi chị đếm gì cho em nè. Bắp rang. Ăn thử coi, ngon không? Cảm ơn chị ba. Ngon quá à. Có chuyện gì nữa vậy? Nếu anh muốn giữ công việc của mình ở đây thì tôi khuyên anh nên quên những gì đã thấy sáng nay đi. Tôi nghiêm túc đó. Con người tôi ghét nhất bị người ta bắt làm cái này làm cái nọ. Nếu như cô muốn tôi càng mau quên thì tôi càng sẽ nhớ đó. Anh, chuyện này thực sự rất quan trọng. Cứ coi như là tôi xin anh đi. Nếu như thật sự chuyện đó không làm ảnh hưởng tới ai thì tôi sẽ giữ im lặng. Anh hứa rồi đó. Mọi người đâu hết rồi? Mọi người đang ở trong phòng họp đợi Khanh vô làm việc đó. Hương, em làm gì vậy? Em không cần phải dọn đồ đâu. Chị đã nói với anh hai rồi, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Giải quyết bằng cách nào? Bằng cách đưa một con tép như tôi để ra thế thân hả? Hương à, ai sẽ là người có lợi trong chuyện này? Hả? Ai là người có lợi khi chị Hân bị hại như vậy? Tại sao em lại hỏi câu này? Vì cả chị Thiên Lam và chị nói xạo để hại tôi còn gì nữa. Nè, đừng có ăn nói bậy bạ nha. Vậy tôi hỏi hai người, tại sao laptop của chị Hân lại bị đổ cà phê lên, anh Tuấn đi lấy ổ cứng thì lại bị cướp? Ý tưởng của chị đâu có được chọn, tại sao chị phải cặm cụi vào nó? Để triển khai nó làm gì? Để bây giờ nó thật sự hữu dụng với người khác. Tôi thấy có sự trùng hợp ở đây đó. Hương à, thôi được rồi, quá đủ rồi. Con nhà giàu như mấy người đúng là ích kỷ. Chỉ vì bản thân của mình, không bao giờ nghĩ tới người khác. Việc làm đối với mấy người rất là dễ dàng, không là gì hết. Nhưng còn đối với chúng tôi, những người lao động tay chân nè, là miếng cơm manh áo đó biết không? Nè, chuyện gì vậy? Hy vọng á là tối nay mọi người ngủ ngon nha. Hương, vậy là Hương nghỉ việc thiệt à sếp? Khanh à, có những chuyện mình nên biết phân biệt nặng nhẹ. Mọi chuyện cũng đã xong rồi, đừng có làm lớn thêm nữa. Mọi người đã phải giải quyết rất là nhiều chuyện rồi Khanh. Sếp, rửa là phải bắt Hương nghỉ việc thiệt à sếp? Yên tâm đi, đây chỉ mới là nghỉ phép tạm thời thôi. Để sau này chúng ta giải quyết tốt dự án này, anh sẽ trình bày với lại bác Phong để giữ Hương lại. Dạ. Thôi, đi vô họp với anh. Khanh à, làm việc đi Khanh. Khanh, vào đi. Sao rồi? Chúng ta đúng là không may. Nhà đầu tư bên đó đã chấp nhận đầu tư và yêu cầu bên này phải dừng tất cả quyết định quan trọng liên quan đến dự án để chờ nhà đầu tư mới qua đây làm việc. Chính vì vậy cuộc họp của chúng ta đã bị hủy rồi. Đúng là sai một ly, đi một dặm. Bà yên tâm đi, con sẽ tiếp tục theo sát vụ này. Thôi, chuẩn bị đi đón em đi. Dạ, con có cuộc họp đột xuất, chắc là không đi được. Vào đi. Dạ thưa bác Trường mời bác qua, có cuộc họp quan trọng mà. Cô không nói với anh Trường là ngày hôm nay tôi phải đi đón con gái tôi xuất viện sao? Dạ con có nói, nhưng bác Trường nói chuyện sắp bàn cực kỳ quan trọng cho nên mời bác qua bên đó ạ. Cô nói với anh ấy là tôi đi đón con gái tôi xong lập tức tôi về ngay. Dạ bác Trường có nói là bác có bận gì quan trọng thì cũng phải sang gặp bác ấy ạ. Cô nói lại với anh ấy là tôi sẽ qua sau. Ba, con nghĩ là ba qua bên đó với bác Trường đi. Con nói cái gì vậy? Con thấy thời gian gần đây ba với bác Trường cứ liên tục căng thẳng với nhau như vậy hoài sẽ không tốt. Con nghĩ là ba nên qua đó, chắc có chuyện quan trọng gì bác Trường muốn gặp ba. Ba đi đi.
mọi chuyện để con lo cho. Thôi được, cô nói với anh Trường, tôi qua ngay. Dạ. Bà cứ yên tâm đi, đón em Minh sẽ có hơn mẹ, còn cả Khanh nữa. Minh, ăn nho đi em. Dạ. Lần này em xuất viện rồi á, nguyên một đám mình đi du lịch nha, để thay đổi không khí. Mình đi châu Âu nha. Chị á sẽ bao em, nhưng mà với một điều kiện là em phải rủ Khanh đi chung. À, hay là tối nay á, nguyên một nhóm mình đi ăn nha. Em kêu Khanh đi, rồi có gì mình bàn chuyện đi du lịch luôn. Ủa, phẫu thuật của em thất bại mà mình cũng đi ăn mừng hả? Thì chị chỉ muốn mọi người đi ăn chung với nhau vui vẻ thôi mà. Chị đã làm gì đó sai nghiêm trọng lắm đúng không? Con nhỏ này, nói gì kỳ cục vậy? Chị Lam à, chị có biết cái gọi là quy luật bù trừ không? Mắt của em thì không thể nhìn được, nhưng lỗ tai của em thì rất là thính. Em có thể phân biệt được trạng thái cảm xúc của người nói qua giọng nói của họ đó. Em nói gì vậy? Có ai làm gì sai đâu. Nãy giờ chị nói câu nào cũng có ý muốn dùng em để bắt cầu cho chị và chị ba. Em đoán là chị đã làm điều gì đó khiến chị ba giận rồi đúng không? Nói thật với em đó, là không có cái gì nghiêm trọng hết á. Tất cả những gì chị làm á là đều muốn giúp Khanh thôi. Cảm ơn sự giúp đỡ thà đừng có đó. Chị ba. Thôi đã làm giấy xuất viện cho em rồi. Đợi chị nói chuyện chị Lam chút xíu, rồi chị xếp đồ cho em nha. Dạ. Ra nói chuyện chút đi. Khanh à, tất cả những gì mình làm á là chỉ muốn tốt cho Khanh thôi. Đủ rồi Khanh à. Chuyện này từ mình mà ra, cho nên mình sẽ tự giải quyết nó. Nhưng mà đây là lần cuối cùng nói chuyện với nhau với tư cách bạn bè như vậy. Còn từ nay về sau á, thân ai nấy lo đi. Khanh à, Khanh, Khanh à. Về nhà thiệt là thoải mái. Minh. Dạ. Sắp tới á, chắc là chị sẽ ra nước ngoài để làm việc. Ủa, sao tự nhiên lại ra nước ngoài làm việc? Thì sau khi mà chị được giải thưởng thì có một công ty lớn á anh muốn mời chị qua đó làm việc. Mà đây là cơ hội để học hỏi lớn lắm. Khi mà mình được làm việc ở đó thì chắc chắn là được tham gia những dự án quốc tế nữa. Vậy chị tính đi bao lâu? Chị cũng chưa biết nữa, nhưng mà chắc là lâu đó. Đây là công việc thật hay là có chuyện gì đó mà bỏ đi vậy? Là công việc thật mà. Mà nè, chuyện này dạ, chị chưa có nói cho ai biết hết, cho nên là em đừng có nói với ba mẹ, anh hai, ngay cả Hân nữa nha. Dạ. Vô. Tôi đã nhận được thông báo của bên nhân sự. Cảm ơn anh nhiều lắm. Có gì đâu mà cảm ơn tôi. Tôi chỉ là người giới thiệu thôi. Phần còn lại á, hoàn toàn là dựa vào năng lực của anh. Anh có nói sao á thì tôi cũng rất là cảm ơn anh. Tôi nhất định á sẽ cố gắng làm việc, sẽ không làm mất mặt anh đâu. Câu này có lý nha. Cặn kẽ coi. Vô. 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 Tôi uống nửa ly thôi nha, bữa nay tôi phải lái xe. Mấy cô gái này á không thích hợp với anh đâu. Tại sao? Mấy loại này á thông thường không có đàng hoàng. Anh là người có học thức, có địa vị, lại có gia thế nữa. Dù có muốn chơi vui á, anh cũng không nên chọn những cô gái thấp hèn hơn mình đâu. Tôi nói cho anh biết, tôi chọn bạn
là nhìn thẳng vào nhân cách của họ, chứ không phải là phân biệt người đó giàu hay nghèo, địa vị như thế nào. Thôi, tôi đi toilet. Ông á, chơi với bạn mà không hiểu bạn gì hết, mốt trước mặt thằng Khang không được nói những câu như vậy nghe. Thằng Khang là công tử nhà giàu, chấp nhận vô những cái quán bình dân như vậy nè, ngồi nói chuyện với mình. Thì ông nghĩ lại đi, ông mà gặp nạn, nó sẵn sàng bỏ tất cả để giúp đỡ ông, có thằng bạn nào được như nó không? Thôi được rồi, đủ rồi, lần sau không nói vậy nữa. Vô. Vô một cái. Vô. Vô. Mấy anh em là ăn uống thoải mái nha. Em xin phép. Nhậu thoải mái. Em xin lỗi anh. Anh không cần em xin lỗi anh. Anh cần em đền cho anh. Anh làm gì vậy? Làm gì vậy? Mày là thằng nào? Mỹ ra ngoài mày. Muốn gì mày? Mày nói cái gì? Thôi thôi, mấy anh có gì từ từ nói nha. Từ từ cái gì? Nhân viên của ông nó dám hành hung khách, tụi đây mà không cho nó một trận á thì còn mặt mũi nào nữa. Nè, anh nói chuyện gì kỳ vậy? Rõ ràng là bạn của anh sàm sỡ như vậy của quán. Anh à, đừng có nghe anh ta nói. Thôi, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Thôi, chính bỏ lầm 10 đi. Ha. Dạ. Cô qua xin lỗi anh Mỹ một tiếng đi. Sao cô có thể làm mất lòng khách như vậy hả? Cô có muốn tôi cho nghỉ việc không? Anh, tại sao mất việc vô lý như vậy được? Bây giờ cô muốn sao? Một là thôi việc, hai là xin lỗi người ta. Xin lỗi anh. Kìa. Nè mày. Lỗi là do em. Mong anh bỏ qua cho. Đó, vậy phải dễ thương. Anh này, làm gì vậy? Thằng này. Thằng này láo. Dạ, coi như là nể mặt tôi, bỏ qua chuyện này đi. Anh vui vẻ bỏ qua cho ha. Em ơi, cho một món đặc biệt nha. Không có đặc biệt gì hết á. Để con bé này phục vụ tôi là được rồi. Dạ xin lỗi anh, quán ở chỗ tôi là chỗ làm ăn đàng hoàng, ở đây chỉ có nhậu thôi, mấy anh thông cảm nha. Nè, tại sao cô để hạng người đó xúc phạm mình như vậy? Tôi cần việc làm. Cô đâu phải là không có cơ hội để tìm việc khác. Học vấn của cô, chỗ nào cũng có đàn ông khốn nạn mà. Điều đó tùy thuộc vào môi trường làm việc của mình. Môi trường công sở, những kẻ lưu manh giả danh trí thức còn đáng sợ hơn nữa. Có phải giữa hai chúng ta có sự hiểu lầm gì đó không? Anh đã quăng tiền thẳng vô mặt tôi, anh còn nói là hiểu lầm nữa hả? Ngày mai em đi làm, anh giúp giùm em chuẩn bị hồ sơ cá nhân để nộp cho phòng nhân sự ạ. Thủ tục còn lại em sẽ sắp xếp ạ. Được rồi, cảm ơn em nhiều lắm. Dạ, không có gì đâu anh. Chào chị. Chị em gặp chị Thu. Cô gái đó tôi thấy quen quen. Hình như là nhân viên công ty này hả em? Dạ đúng rồi, nhân viên mới mà anh Khang mới tuyển đó. Chắc là hôm nay lên để làm thủ tục nhân sự đó anh. Anh Khang mới tuyển hả em? Dạ đúng rồi anh. Thôi em có việc phải làm rồi, em xin phép đi trước nha. Chào em. Dạ chị Thu đang có cuộc họp đột xuất ạ. Mời chị ra kia ngồi đợi một chút ạ. Cảm ơn chị. Chào em. Anh là Mạnh, bạn của anh Khang. Dạ chào anh. Em cũng giỏi lắm đó nha. Dạ. Anh khen em giỏi là gì? Em đã tiếp thị bia làng nướng mà cũng chen vô được cái công ty lớn như vậy. Em đúng là giỏi thiệt đó. Anh
À quên, anh Khang nói tối nay em phải dành thời gian cho ảnh. Tối nay em đi Vũng Tàu nha. Anh nói cái gì kỳ vậy? Thì đó là cái điều mà em mong muốn chứ còn cái gì nữa. Em làm đủ trò, chỉ mong muốn có ngày đổi đời thôi. Được anh Khang bao bọc, vậy là sướng quá rồi, muốn gì nữa. Anh à, anh nói chuyện tôn trọng một chút xíu nha. Ở đây là chỗ làm việc, em đừng có lớn tiếng ở đây, tự làm xấu mặt mình. Anh... Thôi, em đừng có giả bộ nữa. Em cứ ngoan ngoãn, chiều anh Khang. Em muốn cái gì, anh Khang cũng đáp ứng cho em hết. Các người coi rẻ người khác quá rồi đó. Em nói cái gì kỳ vậy? Anh Khang mà coi rẻ em thì đâu có mướn người tiếp thị bia như vậy để vô đây làm. Các người đúng là đồ khốn kiếp. Tôi cứ tưởng anh là người đàng hoàng, nhưng không ngờ anh cũng chỉ là hạng đẻo cán. Hà, chuyện giữa hai chúng ta không thể nào cho qua như vậy được. Vô. Có phải là này không? Chuyện gì vậy? Có phải là nói với cô ấy là tôi muốn cô ấy là tình nhân của tôi, có đúng không? Tôi chỉ giả bộ nói như vậy thôi, chủ yếu là để lật tẩy ý đồ thực sự của cô ta khi cô ta muốn tiếp cận với anh thôi. Nghe rõ chưa? Tôi biết là anh quan tâm bạn bè, nhưng mà cái cách mà anh quan tâm không thể nào chấp nhận được. Khang! 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 Tiền nè. Khang! Khang! Bây giờ anh đếm từ 1 tới 3, em có lập tức bỏ ngay cái điện thoại đó xuống hay không? 1. Chờ em tí, một tí thôi. 2. Đây. Làm gì khó tính quá vậy? Ăn thì ăn, chơi thì chơi. Đang ăn cơm với anh trai mà cái đầu lúc nào cũng cắm vô cái điện thoại như vậy hết. Bộ em không coi anh tồn tại trên cõi đời này hay sao vậy hả? Làm sao anh phải nói quá vậy? Mà em thấy á, đàn ông con trai nhanh mà khó tính quá nha. Làm sao mà cưới được vợ? Mà cho dù anh kiếm được vợ đi chăng nữa, cô nào mà lấy anh đó hả, chắc là khổ vì anh lắm đó. Em yên tâm đi, sau này người vợ của anh sẽ là một người hoàn hảo, không bao giờ bị anh cằn nhằn một câu nào hết. À, nhắc đến chuyện người phụ nữ của đời anh em mới nhớ, làm em lại liên tưởng tới... tính ra hai người có duyên ghê hả? Ai? Là cô đó đó. Cô nào? Là cô nào ở đây nữa? Cô quan gia ngõ hẹp với anh đó. Dùng từ quan gia thì đúng, còn hai từ có duyên ha, xóa bỏ giùm anh đi ha. Ơi, làm sao mà xóa bỏ được? Vì thường thường á, quan gia hay trở thành thông gia lắm đó. Điều này sẽ đúng với một điều kiện duy nhất, anh trai của em là người bị điên. Nhưng rất tiếc anh của em là một người luôn luôn tỉnh táo. Ok. Để rồi coi, cuộc đời này nó éo le lắm, không nói trước được điều gì đâu. Stop, không nói đề tài này nữa, chỉ đề tài khác. Chiều nay anh ở hỏi thăm rồi, khoảng chừng 2 tuần sau á là giấy phép của công ty em lúc đó sẽ có. Ồ, vậy thì đẹp quá. 2 tuần nữa việc sửa chữa văn phòng của em cũng hoàn tất. Dạ. Có chuyện này á, anh với cô tính hỏi em lâu rồi. Tại sao em lại về đây lập công ty kinh doanh riêng, trong khi đó em đang làm việc rất tốt và chuẩn bị thừa kế công ty bên Malaysia? Có phải là em với mẹ kế của em... Không. Quan hệ của em và dì vẫn rất là tốt, nhưng mà dì có một điều là ông nội luôn đem chuyện thừa kế ra để mà áp lực em, không cho em về để ở với mẹ, cho nên em mới quyết định rời khỏi công ty và ra riêng luôn. Rồi chú có nói gì không? Không, ba em luôn là đồng minh của em mà. Nếu không hả, làm sao mà em yên ổn để ra khỏi nhà với ông nội em được.
Như vậy thì tốt rồi. À, bây giờ á, mình phải quay lại cái chuyện duyên nợ của anh đi. Nhá. Ừ. Quay lại đi. Bàn đi. Sẵn tiện anh cũng đang muốn gọi cho cô để kể cho cô nghe về một cô nàng chân dài mà anh đã tình cờ là thấy em khoác tay đi ăn vào dịp cuối tuần đó. Dạ. Quay lại đi. Em đi uống nước, khát nước quá. Mà em nói nè. Gì? Em thấy hai người vẫn có duyên đó. Cái thằng điên này. Nè nè, mai mốt mà không có cô ở nhà đừng hòng mà anh cho em xuống đây ăn cơm ké nha. Nó vẫn chơi thôi mà. Đây, cháu nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Anh để đây đi. Để anh. Em đang làm gì đó? Em đang làm dự án của Khanh, để Khanh lo chuyện trường đại học đó. Sao? Sợ em buồn hả? Thật sự là em không buồn chứ. Như Khanh đã nói, em với Khanh á như là chị em vậy. Thì dự án này cho dù là em làm hay Khanh làm thì cũng như nhau thôi. Quan trọng em không sao là được rồi. Anh à, hay mình giúp Hương đi. Chuyện đó em thấy chỉ là sự cố thôi mà. Anh nghĩ chuyện này cũng hơi khó. Tuy là sự cố nhưng rắc rối từ sự cố này đem lại quá lớn. Thôi yên tâm đi, anh sẽ cố gắng xin việc khác cho Hương làm, được chứ? Dạ. Thôi nghỉ tay ăn cháo đi. Nhóc này thiệt là cứng đầu, mới vừa xuất viện thôi là đã đòi đi làm rồi. Chứ anh hai mà để em ở nhà là em buồn bệnh luôn á. Em thấy lần này bên mình làm vậy là đúng đó. Đi làm mới khiến cho đầu óc thoải mái thì mới tốt cho sức khỏe được. Thôi, hai chị em hợp tác với nhau thì anh chịu thua. Sao, hôm nay hai công chúa muốn ăn cái gì đây? Như cũ đi anh. Ừ, em đồng ý. Hay là mình ăn chỗ mới đi, anh mới biết chỗ mới ngon lắm. Ừ, thôi, chỗ cũ cũng được anh. Ừ, em cũng chỉ thích chỗ cũ thôi. Sẽ không có sao đâu. Hai anh chị to nhỏ gì vậy? Không có gì, chỗ cũ thì chỗ cũ, ngon mà. Sáng nay không biết chị Phương Khanh đi đâu mà sớm lắm. Nếu không, bốn anh chị em tụi mình được đi ăn sáng với nhau rồi. Mẹ ơi, cơm này của bạn nào đây ạ? Cái bạn đó đó con. Dạ. Cơm của anh ạ. Chị ăn cơm gì chị? Thích kho tàu em. Dạ. Mà thôi, con coi vô chuẩn bị đi làm đi, coi chừng trễ á. Dạ. Mẹ, con mới vừa làm một dự án lớn xong cho nên được nghỉ vài ngày, không có đi làm. Ừ, được rồi, con giúp mẹ một chút thôi nha, rồi nghỉ cho khỏe. Dạ. Dạ, cơm của chị đây, chúc chị ngon miệng. Chà, lâu quá mới gặp mấy đứa. Dạ chào chú. Dạ, dạ. Tại giờ này tụi con bận quá. Mấy đứa ăn như cũ hả? Dạ, dạ. Ăn như cũ. Dạ, chú. Chào chút nha. Để anh. Dạ anh hai. Ủa, mới thấy con Hương với cháu Khanh đây mà. Nó đi đâu rồi ta? Tôi thấy hai đứa nó kéo nhau ra sau hẻm. Hình như có chuyện gì để nói thì phải.
chị còn gì muốn nói với tôi nữa? Chị xin lỗi. Chuyện bây giờ tôi cần là trả lại sự trong sạch cho tôi, không phải một lời xin lỗi. Chị sẽ giúp em tìm việc làm, và trong thời gian chờ việc, chị sẽ giúp em ổn định về tài chính. Tôi không cần. Tôi không cần chị tìm việc cho tôi. Chuyện đó tôi có thể tự làm được. Tôi càng không cần chị nuôi tôi khi tôi thất nghiệp. Nhà tôi không giàu có gì, nhưng dù có ra sao, tôi vẫn có thể tự cưu mang lấy mình được. Điều duy nhất bây giờ tôi cần là chị trả lại sự trong sạch cho tôi đi. Nhưng chị có biết là trong chuyện lần này tôi thất vọng nhất là gì không? Là chị đó. Thật uổng công cho tôi, lúc nào cũng xem chị như là chị em của mình vậy. Nhưng mà tôi không ngờ chị lại đối xử với tôi. Không bao giờ tôi muốn gặp lại chị nữa. Chị đừng bao giờ tìm tôi nữa nha. Hai người, tại sao laptop của chị Hân lại bị đổ cà phê lên? Anh Tuấn đi lấy ổ cứng thì lại bị cướp. Ý tưởng của chị đâu có được chọn, tại sao chị phải cặm cụi vào nó? Để triển khai nó làm gì? Để bây giờ nó thật sự hữu dụng với người khác. Tôi thấy có sự trùng hợp ở đây đó. Khanh à, tất cả những gì mình làm á là chỉ muốn tốt cho Khanh thôi. Đủ rồi Khanh à, chuyện này từ mình mà ra, cho nên mình sẽ tự giải quyết nó. Nhưng mà đây là lần cuối cùng nói chuyện với nhau với tư cách bạn bè như vậy. Nhưng chị có biết là trong chuyện lần này tôi thất vọng nhất là gì không? Là chị đó. Thật uổng công cho tôi, lúc nào cũng xem chị như là chị em của mình vậy. Nhưng mà tôi không ngờ chị lại đối xử với tôi. Không bao giờ tôi muốn gặp lại chị nữa. Chị đừng bao giờ tìm tôi nữa nha. Em có tin chuyện đó xảy ra không? Em cũng không biết nữa. Anh hai, Hân, có chuyện gì mà gọi em ra gấp dữ vậy? Lúc nãy anh giận, cô ghé qua ăn cơm tấm. Vậy à? Em có chuyện gì muốn nói với anh và Hân không? Là hai người hẹn em ra mà. Đáng lẽ em phải hỏi là hai người có gì muốn nói với em không á thì đúng hơn. Có chuyện gì hả? Khanh à, em có biết sự thật cái chuyện laptop của Hân bị đổ cà phê không? Em cũng biết giống như mọi người thôi à. Tất cả chỉ là sự cố thôi phải không? Em cũng nghĩ chắc là do Hương đã... Không phải là Hương, mà là em. Hai người nghĩ người đổ cà phê lên laptop là em hả? Đó chỉ là sự cố thôi phải không? Mình tin là Khách không cố ý làm như vậy. Nhưng mà Hân tin là mình đã hẹn đến mức là đổ lỗi cho cấp dưới, thì không khác gì Hân tin là mình đã hại Hân đâu. Khanh à, mọi người chỉ muốn biết sự thật thôi. Anh và Hân không bao giờ tin em là người làm chuyện xấu. Nhưng chính tay anh và Hân đã nghe được chuyện đó thì không thể nào không nghĩ ngợi được. Em hãy nói thật đi. Anh và Hân tin tất cả. Nếu hai người không phải là người thân của em, em sẽ giải thích. Còn đây, một là anh hai của em, hai là người bạn thân thiết nhất của em. Cái em cần là trong bất kỳ hoàn cảnh nào hai người cũng phải tuyệt đối tin tưởng về em. Cho nên em sẽ không nói gì hết. Hai người muốn nghĩ như thế nào thì tùy,
Khanh, em không thể nào đi cho xong chuyện như vậy. Nghiêm túc trả lời, em có làm chuyện đó hay không? Em đã nói rồi, em sẽ không trả lời gì hết. Em không nói rõ ràng thì anh coi như là tất cả mọi chuyện là do em làm. Anh nhất định sẽ không bao che cho em đâu. Tùy anh. Tôi xin lỗi anh, tôi đã cư xử quá hồ đồ. Tại bạn của tôi sai trước, không liên quan đến cô đâu. Nhân dịp này xin thay mặt bạn của tôi xin lỗi cô nha. Dạ, vậy là coi như anh không giận tôi nữa phải không? Sao cô nghĩ xấu cho tôi hoài vậy? Tôi là đàn ông con trai mà, sao lại đi giận con gái vì những chuyện hiểu lầm nhỏ nhặt chứ? Anh nói vậy là tôi yên tâm ra đi rồi. Cô đi đâu xa hả? Ừ. Má tôi ở dưới quê đã lo cho tôi một suất đi xuất khẩu lao động ở bên Đài Loan. Tôi đã xem hồ sơ của cô và trực tiếp phỏng vấn cô. Theo như tôi đánh giá thì cô là một người có trình độ và năng lực. Như vậy tại sao cô lại chọn những công việc khác xa như vậy? Thật ra nếu em biết rõ nguyên nhân thì tôi nghĩ là anh cũng không thấy làm lạ đâu. Hồ sơ xin việc làm của tôi có một chỗ tôi khai gian dối. Trong hồ sơ đó tôi có ghi là trong một năm tôi bị bệnh nên tôi không có đi làm. Sự thật là trong khoảng thời gian đó tôi phải ngồi tù nửa năm. Nhưng mà sau khi tôi ra tù, tôi không biết làm cách nào để có thể xin việc làm. Khi mà khai thật trong hồ sơ là mình đã từng ngồi tù, để có tiền trang trải cho cuộc sống, tôi đành phải xin làm tiếp thị bia cho một vài quán ăn và tiếp tục đi xin việc làm. Nhưng mà dù tôi có cố gắng cách mấy thì cũng nhận lại những cái lắc đầu và cái lý lịch tù tội của tôi. Tôi không còn cách nào khác, đành phải che giấu quá khứ của mình với hy vọng là tìm được một công việc ổn định. Tôi xin lỗi anh, thật sự là tôi không có cố tình nói dối đâu. Tôi có thể biết nguyên nhân tại sao cô bị kết án không? Tôi chạy xe bất cẩn và gây ra tai nạn giao thông. Lúc đó tôi vừa mới được lên chức quản lý. Đêm hôm đó tôi đã làm việc liên tục 3 ngày mà không ngủ. Tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà và lăn ra ngủ. Vậy là tôi cứ tăng ga mà chạy cho đến khi... Thật là may mắn vì người bị tôi gây ra tai nạn bây giờ cũng đang dần dần hồi phục và quay lại cuộc sống bình thường, nên là lương tâm của tôi cũng thanh thản hơn. Theo như nãy giờ cô kể với tôi thì ngay lúc đó cô có cơ hội để bỏ trốn và rất có thể là không ai phát hiện cô là người đã gây ra tai nạn. Thật ra lúc đó tôi cũng muốn bỏ trốn, cũng may là tôi đã suy nghĩ lại và nói với bản thân của mình là mình đã sai rồi, không thể sai hơn được nữa. Chuyện tôi gây ra thì tôi phải chịu trách nhiệm. Mà thôi, cũng tới giờ tôi phải ra bến xe rồi.
Hy vọng là sau mấy năm nữa tôi trở về có thể gặp lại anh. Nè, thật ra ở Việt Nam cũng có một công việc tốt chờ cô. Tại sao phải đi Đài Loan xa như vậy? Vẫn là lời đề nghị của tôi, muốn cô đến công ty của tôi làm việc, vẫn còn hiệu lực. Anh không ngại tôi đã từng ngồi tù hả? Quá khứ của một người không đại diện cho người đó ở hiện tại và tương lai. Vậy khi nào tôi có thể bắt đầu đi làm được? Trưa nay á, cậu vừa đi ăn cơm với các cổ đông còn lại. Sắp tới á, sẽ có nhiều chuyện hay cho con xem. Cậu làm gì thì làm, đừng quên mục đích chính của mình nha. Con cứ yên tâm, nhất định kỳ này á, cậu sẽ làm lớn chuyện dự án trường đại học, để tống cổ đứa con Hoàng đó đi. Con sẽ luôn chờ tin vui của cậu. À, có chuyện này á, cậu cần con xác minh. Có chuyện gì cậu nói đi. Nghe nói chồng con và thằng Phong dạo này bất hòa với nhau. Sao cậu lại hỏi những chuyện đó? Những người trong công ty báo cho cậu biết, thằng Trường và thằng Phong hay tranh cãi với nhau. Mà hầu như nguyên nhân chủ yếu là thằng Trường trách móc thằng Phong. Tại sao lại để chúng ta mua lại cổ phần của thằng Vinh? Hèn gì dạo gần đây không thấy qua nhà bên đó chơi nữa. Mà cậu đừng có nghĩ tới chuyện chia rẽ hai người đó nha. Chuyện đó không xảy ra đâu. Ừ thì con cứ để ý dùm cậu đi. Nếu thật sự mà hai đứa đó đang bất hòa với nhau á, cậu sẽ có cách chia rẽ tụi nó. Được rồi, con sẽ để ý cho cậu. Anh Triết. Anh xin lỗi nha. Dạ. Sáng giờ anh có cuộc họp, cho nên tới giờ anh mới nhận được tin nhắn của em. Dạ, đâu có gì đâu. Em phải xin lỗi anh chứ, anh bận lắm mà em gọi hoài phải không? Đâu có, anh cũng mới nhận công việc được sáng nay thôi à. 2-3 ngày nữa anh mới chính thức làm việc. Dạ. Sao, gọi anh chuyện gì? Bức tranh trong phòng vẽ đúng không? Đảm bảo với em chiều nay là sẽ xong. Em xin lỗi, em tưởng là anh không đến nên đã nhờ một người khác can thiệp vào bức tranh của anh rồi. Vậy hả? Ừ. Cho anh coi thử đi. Ừ. Chị Hân ơi. Ở đây đâu có ai đâu. Minh. Dạ. Anh có thể biết được người mà em nhờ vẽ bức tranh này là ai không? Dạ, đó là một người chị khác của em. Vậy hả? Dạ. Bất ngờ quá. Sao vậy anh? Bức tranh này lúc trước anh mới chỉ vẽ một nửa thôi. Nhưng mà chị của em lại vẽ phần nửa còn lại giống như ý của anh vậy. Thật hả? Minh. Chị Hân. Là anh à? Tôi có thể nói trái đất này quá nhỏ đúng không? Ủa, hai người cũng quen biết trước rồi hả? Anh Minh Triết à, anh làm sao mà quen được người chị này của em vậy? À, anh tình cờ tư vấn cho chị của em mua cái kính viễn vọng. Cái kính đó. Thì ra chị Hân là người đã mua kính viễn vọng cho em hả? Tiếc quá, phải chị em có thể hồi phục thì em có thể ngắm sao được rồi. Rồi sẽ có dịp thôi mà. Ừ, em cũng tin vậy mà. À phải rồi, chị Hân à, anh Triết đang rất là bất ngờ là tại sao chị có thể hiểu được ý đồ của ảnh mà hoàn thành bức tranh này đó. Vậy sao? Nó đúng hơn là đúng ý đồ của tôi và bạn của tôi, nhưng mà có phần sáng tạo hơn. Ừ, đẹp lắm. Anh nói quá rồi đó. Chờ chị một tí.
Alo, tôi nghe. Alo, chị ơi. Chị ơi, sếp nhắn là chị về công ty họp lúc 3 chứ. Dự án này chị đâu còn tham gia nữa. Chứ lại hôm nay chị xin nghỉ rồi mà. Không không. Hình như là bên ban giám đốc vẫn muốn chị tiếp tục tham gia dự án đi. Được rồi, chị sẽ về. Vậy nha. Chị Hưng. Mình à. Dạ. Chị phải về công ty rồi. Dạ, chị đi đi. Em ở đây tự lo được mà. Vậy nha, khi nào học xong chị sẽ gọi. Dạ. Tôi phải đi rồi, hẹn gặp anh sau nha. Ừ, hẹn gặp lại. Chị chạy xe cẩn thận nha. Anh Minh Triết. Anh không có cơ hội đâu. Em nói như vậy là sao? Chị đó là chị dâu tương lai của em đó. Ồ, vậy hả? Em mới từ chỗ Nhất Minh về hả? Hân. Anh. Có chuyện gì mà tập trung quá vậy? Em sao vậy? Em không muốn liên quan đến dự án trường đại học nữa. Em cần thời gian cho chuyện của Khanh. Thật sự trong lòng em không muốn tin là Khanh đã làm chuyện đó. Nhưng mà chính tay em đã nghe. Thì chính Khanh mới là người làm đổ cà phê lên laptop của em. Nè, anh định thay đổi như vậy nè. Hai đứa thấy làm sao? Em đồng ý với anh. Em cũng không có ý kiến. Khanh nè, sao ngồi bên đó? Đi qua đây. Em, mở bản thiết kế cho anh coi. Nè, hai đứa chiến tranh lạnh hồi nào không cho tôi biết vậy? Chào mọi người. Dạ, chào anh. Ủa, không đi chung với bác hả? Không, hôm nay hai bác chiến tranh lạnh rồi, cho nên cuộc họp này tôi thế cho bác Trường. Ủa, sao vậy? Sáng nay trong cuộc họp cổ đông, ông Tiến cứ nói bóng nói gió. Ông ta muốn cô Hân phải chịu trách nhiệm về việc thất hứa với bên Đại học Đông Nam Á. Bác Trường tức giận, tranh cãi với ông Tiến, rồi bỏ ra khỏi phòng họp. Sau đó hai bác về phòng nói chuyện với nhau, rồi xảy ra tranh luận luôn. Mọi người ngồi đi. Bác Trường chưa tới hả? Dạ thưa bác. Bác Trường đột nhiên không khỏe cho nên phân công con tới tham dự cuộc họp này. Dự án trường đại học sao rồi? Dạ thưa, cái dự án đó do là lần trước vẫn chưa trình bày thiết kế của Khanh với khách hàng, cho nên lần này con sẽ đề nghị là gặp bản thiết kế của Hân để đưa cho khách hàng vào tuần sau. Anh. Ba đồng ý. Nhưng Hân à, con cần phải chắc chắn sẽ thắng dự án này. Bởi vì trong cuộc họp cổ đông sáng nay, ông Tiến đã nhiều lần chỉ mũi dùi vào con, đòi con phải chịu trách nhiệm về chuyện không trình bày bản thiết kế đúng hẹn. Cho nên nếu như dự án này thất bại, có thể ông Tiến sẽ nhân cơ hội này đẩy con ra khỏi công ty. Dạ. Dạ thưa, con đã tìm hiểu bên công ty Thế Kỷ, thực lực của họ rất là hùng mạnh. Đã vậy, họ còn được sự ủng hộ của cổ đông quan trọng nữa. Con nghĩ đây là một trận đánh rất khó khăn. Nếu không muốn nói là cơ hội chiến thắng chỉ có 50-50. Vì vậy, nếu như bất thân phải chắc chắn thắng hoặc là phải chịu trách nhiệm khi mà dự án này thất bại, thì con nghĩ là đang đặt Hân vào thế kẹt rồi. Thưa bác, thật ra ông Tiến cũng chỉ là một cổ đông nhỏ. Nếu như mà bác với bác Trường mà lên tiếng bảo vệ Hân á, thì cháu nghĩ là chắc chắn ông ta sẽ không lên tiếng được đâu. Vấn đề đây là ông Tiến đã lôi kéo được một số cổ đông đồng tình với ông ta về việc phải có một nhân viên cấp cao chịu trách nhiệm về việc thất hứa với lại bên khách hàng, chứ không phải đơn giản là một nhân viên cấp thấp giống như cô Hương vậy đâu. Hân à,
bác và bác Trường tất nhiên sẽ bảo vệ con đến cùng, sẽ không để cho ông Tiến làm tổn hại đến con. Nhưng có lúc con sẽ phải tạm chịu thiệt thòi một chút, bởi vì hiện giờ ông Tiến đã lợi dụng cái chuyện mà công ty đã làm mất hợp đồng mấy chục tỷ để lôi kéo các cổ đông về phía mình và làm lớn chuyện ra. Khanh à, đã đến lúc em phải lên tiếng để cho mọi chuyện đừng càng ngày càng phức tạp thêm và trả lại sự trong sạch cho Hân. Có chuyện gì vậy? Dạ thưa bác, khi chuyện xảy ra con là người phụ trách thiết kế chính, vì vậy con sẽ là người chịu trách nhiệm. Hân à, mấy đứa có biết rằng cái gì gọi là tôn trọng người lớn hay không? Ba hỏi lại một lần nữa, đã xảy ra chuyện gì? Mẹ, chuyện lạ quá ha, sao hôm nay con về sớm vậy? Thì hôm nay 3 giờ sớm, con cũng phải biết thân biết phận về sớm chứ mẹ. Vậy mà mẹ tưởng con phải đi với con Khanh để an ủi nó. Khanh có chuyện gì mà con phải an ủi Khanh? Hôm nay bộ con không ở công ty sao? Thì hôm nay con lên công trường công tác mà mẹ. Thôi đi, cô đi chơi thì có, ở đó. Thôi bỏ qua chuyện đó đi mẹ. Mà mẹ nói cho con biết đi, Khanh có chuyện gì vậy? Con nhỏ đã bị đuổi việc rồi. Tại sao lại như vậy? Sao hai đứa có thể nghĩ con Khanh là người như vậy? Dạ, chính Khanh đã nhận điều này rồi cậu. Nếu là cậu á, thì cậu nghĩ con nhỏ đó nó đang bao che cho ai đó. Và cái người này á, phải thân và tốt với nó thì nó mới bao che như vậy. Nè, hai đứa không cần suy nghĩ, chắc cũng đã hiểu rồi hả? Chắc chắn là Khanh nó đang rất buồn và thất vọng. Alo, anh nghe nè. Anh hả? Khanh không có về đây. Sáng nay Khanh có gọi về, nói với mẹ là sẽ đi du lịch nước ngoài mấy ngày. Vậy hả? À, trưa nay anh họp xong á, chạy xuống đón em nha. Vậy tôi không cần đâu, em tự về được rồi. Vậy nha. Alo. Làm thiện nguyện ở đây hả? Tôi lớn lên ở đây mà. Cô có thường tới đây không? Tôi cũng thường tới đây với Khanh, nhưng mà chỉ vào dịp hè thôi. Chỉ mới có 2 năm nay à. Hèn chi, 2 năm vừa rồi tôi ở nước ngoài, cho nên tôi chưa gặp hai cô. Thôi anh dễ tiếp đi nha, tôi về Sài Gòn có chuyện. Để tôi đưa cô về Sài Gòn, tôi cũng có việc ở đó mà. Vậy có phiền anh không? Có gì đâu, cô cứ bao tôi một ly cà phê, coi như là trả công cho tôi là được rồi. Vậy cảm ơn anh. Điên thiệt. Chị làm. Chị đi mua rửa. Đi đâu hỏi anh chi? Chị đi mua cũng được, nhưng mà phải cho em biết để em báo cáo lại với bác Trương. Muốn chết không? Hôm nay chơi trò báo tin nữa hả? Không có, chị thông cảm cho em, chứ cả nữa là nhiệm vụ em được giao mơ. Em về làm á thì sẽ đi theo chị Hân nha. Dạ em biết rồi. Tại sao lại là con nhỏ đó? Hân là nhân viên của Khanh mà. Vì Khanh đã nghỉ việc
nên Hân sẽ tiếp quản hết công việc của Khanh. Đồng thời sau này Hân sẽ trở thành tổ trưởng tổ thiết kế. Vì vậy việc nhân viên đi theo Hân là chuyện bình thường mà. Cái gì? Đứa con Hoang nó được lên chức hả? Mọi chuyện không thể nào như vậy được. Trời, tìm được cái gì chưa? Toàn là tài liệu công việc không à. Công việc gì? Thì toàn là bản vẽ thiết kế không đó. Mày đúng là vô dụng mà. Ngồi cả buổi trời mà không tìm được cái gì hết. Mày vô duyên quá. Cái ô cứng này là cái ô cứng của nó làm gì? Mày kiếm hình ảnh đâu ra? Đúng rồi đó, con nhỏ đó nhìn qua cũng biết nó đâu phải loại người ăn chơi nhảy múa gì mà có hình ảnh cho tụi bay tìm. Ừ, phải đó. Phải, phải cái đầu tụi mày á. Thứ tao cần tìm á là không phải hình ảnh ăn chơi của nó, mà tao muốn xem là nó có ăn bớt, ăn xén, ăn chặn của công ty hay không, để mà vạch mặt nó ra. Ừ, có mấy cái đó nó cũng giấu kỹ lắm, không dễ dàng cho mày tìm ra được đâu. Hay là cái gì không tự nhiên được á thì mình nhân tạo đi. Là sao mày? Mày ngu quá. Có như vậy mà cũng không hiểu nữa. Bị ba cái vụ đường huyết này tao phải ngậm kẹo mệt quá. Ba phải ráng ngậm đi cho khỏe mà. Chà, ba thấy là cái đám cổ đông có vẻ như đang khoái dự án của cha con mình. Con cứ lo tiếp đi. Con biết rồi ba. Nếu mà cái dự án này nó thành công á, thì coi như là cha con mình có thêm thực lực để thâu tóm An Phát. Ba, thật sự con rất mong. Cái gì? Ông anh rể đó với đứa con quan của ổng cuốn gói ra khỏi An Phát. Yên tâm đi, cái ngày đó sẽ không lâu nữa đâu. Ông cậu nghe. Yên tâm, cứ để ông cậu lo tiếp đi. Thôi nha. Cái ngày mà con mong muốn á sắp đến rồi. Thật vậy hả ba? Đi thôi. Dạ. Cô Minh ơi, có bưu phẩm dạ. Này gửi cho cô nè. Dạ, cảm ơn anh. Cô ai gửi vậy anh? À, không thấy ghi tên trên hộp, chỉ thấy ghi chữ khẩn trên nắp hộp thôi. Ủa, là ai vậy? Vậy cô có muốn tôi mở giùm cô không? Dạ, cảm ơn anh mở giùm em nha. Chắc ai đó tặng quà cho cô, nhưng muốn tạo sự bất ngờ cho cô đó. Dạ. Con không sao thiệt chứ? Dạ thiệt, con không sao mà. Dạ, mời vào. Vào đi anh. Là ba con đó. Con có bị sao không con gái? Dạ, con không sao đâu ba. Con ổn mà, con bị giật mình chút xíu à. Đầu đuôi như thế nào? Kể cho ba nghe xem. Chắc là một số người đùa giỡn quá lố thôi à. Không có gì nghiêm trọng đâu ba. Anh à, Khang nó đã nhờ cậu Kiệt cố vấn pháp luật mới của công ty để xử lý chuyện này. Bắt đầu từ ngày mai, tụi nhỏ sẽ thay phiên nhau đưa Minh nhà mình đi học để đề phòng bất trắc. Không cần phiền phức gì đâu mẹ. Cần chứ con. Nếu anh chị không đưa con đi thì đích thân ba, ba sẽ là người đưa con đi. Và cả mẹ nữa. Thôi, con thua ba mẹ rồi đó. Ngoan con gái. Tôi xin lỗi anh nha. Anh đang bệnh mà vẫn phải làm phiền anh, thấy ngại quá. Chỗ anh em mà, đừng khách sáo như vậy. Bạn gái hả? Không,
Tôi đang làm cố vấn pháp luật cho công ty của gia đình cô gái này, nên giúp được gì thì giúp thôi. Yên tâm đi, mấy anh em theo dõi vụ này rất giỏi nghiệp vụ, không bao lâu sẽ điều tra ra chân tướng vụ này. Mai là tôi xuất viện rồi. Anh lành hẳn chưa đó? Ta vẫn còn băng bó kìa. Đúng là bác sĩ chưa có cho xuất viện, nhưng mà thấy anh em điều tra cực khổ, dãi nắng dầm mưa ở ngoài kia, mình là đội trưởng, nằm rung đùi ở trong này không có yên. Anh lúc nào cũng vậy hết. Đi thăm bệnh đó hả? Bánh trái đâu? Sao không có gì hết vậy? Tôi đi thăm cô hồi nào mà phải cần để bánh trái? Tôi đi thăm bạn, tình cờ đi ngang qua, ghé vô thôi. Vẫn còn ấm ức dù bị đánh trúng đầu hả? Phải. Tôi xin lỗi vì đã dùng cách bạo lực như vậy để cầu cứu. Và cảm ơn là vì anh vẫn giúp tôi. Không cần phải khách sáo như vậy đâu, giúp người là chuyện phải làm mà. Sao cũng được, cứ coi như là tôi nợ anh một lần nha. Mời vào. Dạ, chào chú. Đã đến giờ khám bệnh rồi. Dạ, tôi đi trước nha. Sao, thuốc mới đã về rồi, con vẫn giữ ý định là thử chứ? Con sẽ thử. Dừng lại dự án Trung Cư An Phát. Tại sao chứ? Vì tôi cảm thấy đây không phải là thời điểm thích hợp để nhảy vào thị trường bất động sản. Người ta nhảy ra còn không kịp, tại sao anh nhảy vô? Dự án của chúng ta là có cách đi riêng, tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng, nhất định là nó phải thành công. Trên đời này làm gì mà có chuyện chắc chắn 100%, nhất là trong điều kiện thị trường hiện nay. Tôi không muốn cá cược với một dự án lớn như vậy. Anh nói như vậy là anh phủ nhận toàn bộ công sức mà tôi chuẩn bị bao nhiêu năm qua. Tôi phủ khi nào? Tôi chỉ nói là tạm thời dừng lại, chứ có nói là bỏ luôn đâu. Khi nào thấy thích hợp thì chúng ta làm lại. Dạ thưa ba. Thôi, khi nào là khi nào? 1 năm, 10 năm hay là 100 năm? Anh nghĩ sao là tôi anh? Nói chung á, là dự án này phải tạm dừng. Còn nữa, tôi đã nói phòng nhân sự kêu con Khanh về làm việc trở lại. Anh đừng có làm khó nó nữa nghe chưa? Anh... Ba, tôi nghĩ tôi nên ra khỏi đây trước khi tôi không giữ được bình tĩnh. Ông đi ra ngoài đi. Ba, ba, con xin phép. Ba, 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 chiều nay ba sẽ không ở trong công ty. Dặn cô qua, nếu không có chuyện gì cần thiết thì đừng có gọi điện thoại cho ba. Ba, ba. Nè, sao chị? Cái này em làm gì được không chị? Vậy được rồi em. Dạ. Nè. Dạ. Cô đọc có hiểu gì không vậy? Không có vấn đề gì đâu, tôi xử lý được mà. Ừ, thôi được. Mọi người ơi, ra ngoài ăn trưa đi nha. Dạ, okay. Đi thường. Lát nữa khi cô ra sao nhớ bấm cửa đó. Tôi biết rồi. Đi. À đúng rồi. Dạ. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cô.
Sao rồi, đã làm quen với tất cả mọi người chưa? Dạ, hồi nãy chị Phụng cũng đã đưa cho tôi hồ sơ để đọc và làm quen rồi. Cố gắng lên nha. Ừ, nhất định là tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu. À, tất cả mọi người trong phòng này á đều xưng hô theo độ tuổi của nhau. Theo cách của mọi người, cứ gọi nhau là anh em đi. Dạ, em biết rồi. Ủa, mọi người đi ăn trưa hết rồi, em không đi ăn sao? Em có mang cơm theo nên em ở lại. Hôm nay anh bận một số công việc cho nên không nói chuyện với em nhiều. Hẹn hôm sau nha. Dạ. À quên nữa. Dạ. Lát nữa gọi giùm tôi một ly cà phê, mang lên phòng của tôi nha. Dạ, em biết rồi. Cảm ơn nha. Dạ. Xin lỗi, tôi có làm phiền không vậy? Hận. Không, em chỉ vô đây báo là hôm nay canteen hơi đông, cho nên là người ta sẽ mang cà phê lên trễ. Không sao đâu, em có đem cơm với cà phê cho anh rồi nè. Sao em biết anh cần mà tiếp tế hay vậy? Trời ơi anh có nhớ lần nào anh đi họp mà không có cơm ăn không? Em không làm phiền nữa, em xin phép ra ngoài. À khoan đã. Dạ. Đến giới thiệu, đây là Thái Hà, nhân viên mới của phòng anh. Còn đây là Ngọc Hân, làm việc ở phòng thiết kế. Chào cô. Chào chị. Thôi em có việc phải làm, em ra ngoài trước nha. Mình ngồi được không? Chà, rượu sầu mà uống một mình là càng sầu hơn á. Biết đâu tôi có thể giải được cái nỗi sầu của bạn. Tôi sầu khi nào vậy? Dự án chung cư An Phát, đường đường là một cổ đông lớn, là người gầy dựng lên An Phát và cũng là người chèo chống chính hiện nay. Vậy mà để người ta chèn ép. Nếu mà ông muốn á, thì tôi sẽ vận động các cổ đông ủng hộ cho ông làm chủ tịch. Lúc đó thì tha hồ thực hiện các dự án ước mơ. Tôi cảm ơn cái lòng tốt của ông, nhưng tôi không muốn. Nhưng mà tôi vẫn tin một ngày nào đó ông sẽ tìm đến tôi. Tôi xin phép tôi về trước. Không biết họp có chuyện gì không mà bây giờ còn chưa xong nữa.
Ôi mẹ ơi, có khi mô mà thiết kế của họ được chọn không hè? Ăn nói vô duyên. Thôi mọi người đừng có căng thẳng quá. Anh em mình từ trước tới giờ xuất phát trận nào là thắng trận đó. Tôi tin chắc là lần này cũng sẽ như vậy. Mọi người cứ yên tâm đi, em rất có lòng tin vào trận này. Có tin rồi kìa. Dạ, đến công ty anh chị trình bày rồi ạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn em. Kính thưa quý vị, tôi là kiến trúc sư Phạm Ngọc Hân. Tôi xin đại diện cho công ty cổ phần xây dựng An Phát. Tôi xin được trình bày bản thiết kế của công trình Đại học Đông Nam Á. Kính thưa quý vị, bản thiết kế này được xây dựng dựa trên ý tưởng. Khoan đã, hình như bên công ty An Phát có sự nhầm lẫn gì phải không? Xin lỗi, Bộ có vấn đề gì sao? Cái bản thiết kế này mà anh chị đang trình bày, cách đây một tiếng bên thiết kế đã trình bày với chúng tôi rồi. Ủa, là sao? Hả? Không, không thể như vậy được. Dạ thưa, toàn bộ máy tính để bàn và máy tính cá nhân ở phòng kế hoạch và phòng dự án đều đã được niêm phong để cho phòng IT kiểm tra. Còn băng ghi hình an ninh cũng đang được kiểm tra tỉ mỉ. Mọi người đang ở đâu? Dạ, mọi người đang ở trong phòng họp. Thôi được rồi, cậu ra ngoài trước đi. Dạ, dạ xin phép. Anh tin sao? Tôi tin tụi nhỏ. Các cổ đông không vì câu nói của anh mà bỏ qua cho tụi nhỏ đâu. Tất nhiên, nếu nói chuyện với người ngoài, tôi sẽ không thật lòng như vậy đâu. Tôi đích thân phải đi giải quyết chuyện này. Đủ lắm rồi đó. Tại sao những nhân viên như chúng ta suốt ngày phải chịu trận cho những người con ông cháu cha như vậy chứ? Em nói cái gì vậy Hương? Chị Hân, đây là lỗi của chị mà. Chị lên tiếng đi chứ. Hương à, Hân cũng là nạn nhân đó. Chị ta không phải là nạn nhân. Chính mắt em và anh Tuấn đã nhìn thấy chị ta đi cùng với cái gã bên công ty Thế Kỷ. Anh Tuấn, anh lên tiếng đi chứ. Sáng nay anh còn nói với em là đã thấy chị Hân và cái gã đó chào hỏi nhau rất là thân mật mà. Điều này chứng tỏ chị ta đã quen biết anh ta từ trước rồi. Anh cái gì? Anh biết cái gì thì anh nói ra đi chứ. Vậy cuối cùng chuyện này là sao? Cậu phải nói rõ ràng cho mọi người biết chứ. Dạ, cách đấy mấy ngày em và Hương có thấy cái gã hồi sáng chào hỏi chị Hân, đưa chị về công ty. Chào nha, gặp lại sau. Cảm ơn anh. Thì ra con ông độc của công ty chính là đứa con hoang này chứ không ai khác. Làm à, mọi chuyện chưa rõ ràng, em đừng có ăn nói lung tung được không? Đúng vậy á, chuyện mà Hân quen với người bên Thế Kỷ á cũng chưa nói lên được điều gì hết. Tôi quen anh Trí là do anh ấy đến trường khiếm thị của em Minh làm công tác thiện nguyện. Và bắt đầu từ đó thì hai người nắm tay nhau để phản bội cái công ty này chứ gì. Làm tôi mà không có. Để cho Hân nói hết rồi em lên tiếng được không? Có chuyện gì vậy? Ba, tụi con đã tìm được con ông độc của công ty này rồi. Chính là nó đó. Có bằng chứng gì không? Chính Hương và Tuấn đã thấy nó qua lại với người của công ty Thế Kỷ. Như vậy là đủ bằng chứng chưa ba? Chỉ vậy thôi sao? Ba, như vậy là quá rõ ràng rồi đó. Khi nào có nhân chứng vật chứng, chỉ rõ là Hương đã giao bản thiết kế cho Thế Kỷ và nhận lại lợi nhuận, thì lúc đó mới gọi là rõ ràng. Ba, đủ rồi. Bác ơi, bác ơi, có chuyện gì vậy? Dạ, bên phòng IT đã có một phát hiện quan trọng. Là việc gì nó đi? Dạ, họ đã tìm được bằng chứng về việc gửi tài liệu cho bên công ty Thế Kỷ từ một laptop. Laptop của ai? Dạ của... Của ai? Dạ...
Không thể nào. Để coi mày còn dám chối nữa hay không. Ba, như vậy đủ bằng chứng chưa? Tại sao lại như vậy? Bây giờ tôi muốn biết đầu đuôi mọi chuyện là như thế nào. Tôi sẽ không... Chính mày đã hại Hân. Tất cả là một mày đúng không? Anh dừng lại. Đã. Buông ra. Anh bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh cái gì? Mày muốn nói cái gì? Tới cơ quan công an đi rồi nói. Nè, Hân là bạn tôi. Tôi không bao giờ hại bạn bè của mình hết. Buông ra. Buông cô ta ra. Buông ra. Nè, anh muốn lên phòng tôi nói chuyện không? Hay là muốn đi đâu? Tôi chỉ mới tiếp nhận dự án này mấy ngày gần đây. Còn tất cả những chuyện trước kia là do tay giám đốc cũ phụ trách. Vậy anh ta đi đâu rồi? Anh ta định cư bên Úc theo dạng hôn nhân. Như vậy thì có thể có đủ các yếu tố để cấu thành một vụ án đưa về nhận hối lộ. Tôi đề nghị báo công an. Không được. Xét thời điểm hiện tại bây giờ, bác Trường chỉ muốn giải quyết nội bộ vụ này. Tôi cũng đang giúp các anh với tư cách là cá nhân. Chứ còn nếu như công ty tôi mà giải quyết chuyện này, cũng chỉ muốn giải quyết nội bộ, chứ làm lớn chuyện ra sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Thế Kỷ. Nếu vậy thì hai anh dám chắc chắn là Ngọc Hân không liên quan đến chuyện này? Tôi chắc chắn. Vậy anh có thể cho tôi xem laptop của Ngọc Hân cũng như máy tính để bàn và ở nhà cô ấy được không? Bên IT của công ty đã kiểm tra rất kỹ, không hề có dấu hiệu xâm phạm vào laptop của Hân. Không phải là tôi không tin bên IT, nhưng dù sao chúng ta cứ kiểm tra lại cho chắc ăn hơn. Tôi có quen một tay hacker, biết đâu chúng ta tìm ra được manh mối gì thì sao. Em đừng có lo lắng nữa. Nhất định anh sẽ giúp em lấy lại sự trong sạch cho em. Em không lo lắng cho em. Tại em có làm gì sai đâu. Em lo cho bác Trường thôi. Bác Trường? Anh có nhớ cậu Khánh đã nói gì không? Cậu đã nói là trong chuyện này hình như là Khánh đang bao che cho ai đó. Em bắt đầu cảm thấy cậu nói đúng rồi đó. Ý của em là đôi khi mọi việc không đơn giản như mình nghĩ. Tất cả mọi việc mà em trải qua không liên quan đến tranh giành công việc, không liên quan đến tranh giành hợp đồng, mà nó đơn giản chỉ là sự đố kỵ đã tồn tại trong nhiều năm rồi. Nếu thực sự là Thiên Lam làm thì không những gây khó khăn cho bác Trường mà còn gây khó khăn cho cả tương lai của An Phát nữa. Em đang nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ cho Khanh. Hương ơi! Hương ơi! Sao chị ghé trễ quá vậy? Chị nghe nói là trong cuộc họp em đã rất quyết liệt chỉ trích Hân. Em chỉ nói sự thật thôi. Em và Lam về cùng một đội khi nào vậy? Chị đang nói gì vậy? Em không hiểu. Để chị đoán nha. Nếu mà là theo tính cách của Lam thì Lam sẽ nói với em người đổ cà phê lên laptop là Hân, và Hân cũng là người đã đổ lỗi cho em. Sau đó thì kèm theo những hứa hẹn về tài chính. Nhưng mà chị nói cho em biết, người thực sự đổ cà phê lên laptop là Lam, và người chủ động đổ tất cả mọi tội lỗi cho em cũng là Lam. Bây giờ em nghĩ đi, nếu mà câu chuyện này bị phanh phui ra, bản thân Lam còn lo không xong thì nói gì mà đảm bảo tài chính cho em,
tất cả những lời hứa đó sẽ tan vào mây khói. Em đang làm chuyện hại người đó, và hại chính cả bản thân mình nữa. Hãy dừng lại khi còn kịp. Em không biết là chị đang nói gì nữa. Em xin lỗi chị, em không giúp được gì cho chị đâu. Em suy nghĩ đi rồi gọi cho chị. Ba, con đứng lại. Ngồi xuống đây cho ba. Dạ. Dạ, có chuyện gì hả ba? Con bằng với mẹ thuê mặt bằng để mở tiệm lớn. Tiền vốn là lấy từ chuyện đi hại người này, phải không con? Dạ, không phải vậy đâu ba. Con có dám nhìn thẳng vào mắt của ba không? Và trả lời lần nữa hay không? Con là đứa con gái luôn làm cho ba tự hào. Từ nhỏ cho tới lớn, dù cho gia đình có khó khăn cỡ nào, con cũng luôn sống rất tốt, luôn nỗ lực vươn lên bằng chính năng lực của mình, không luồn cúi, không hại người. Con á, con phải làm cho ba tiếp tục tự hào. Con là con gái của ba, là người biết sai mà chịu sửa. Ba, con đem số tiền đó trả lại và nói ra toàn bộ sự thật. Nếu con cãi lời ba thì ba coi như không có đứa con như con. Em, mời em ngồi. Dạ. Có chuyện gì mà gọi em qua gấp vậy? Cách đây mấy ngày, Phương Minh có nhận được một bưu phẩm và mở ra trong đó là một quả bom khói. Rồi cô ấy có sao không? Mà sao giờ này anh mới nói cho em biết? Cô ấy không sao, chỉ bị hoảng sợ nhẹ thôi. Anh cứ nghĩ là chuyện này không liên quan tới em, nhưng mà sau khi điều tra thì anh nghĩ là chuyện này liên quan rất chặt chẽ với em. Anh nói gì vậy? Công an đã bắt được kẻ gửi bưu phẩm, nhưng một mặt là hắn ta không khai. Hắn ta tự nhận mình là người đã gửi bưu phẩm đó, mục đích để đùa giỡn. Nhưng mà công an đang nghi ngờ có kẻ đứng đằng sau. Nè, anh đừng có nói là kẻ công an đang nghi ngờ là em nha. Sau khi làm việc với bên công an, và chính anh tự điều tra và phát hiện ra, gã này có một cô em gái tên là Trinh. Trinh? Cái tên này có gợi nhớ cho em điều gì không? Sao? Không lẽ... Thôi mệt quá, xem hình luôn đi cho chắc ăn. Thế sao? Có quen không? Em sẽ gặp cô ta để giải quyết chuyện này. Anh gọi em tới đây là để thông báo cho em biết, để em tự đề phòng cho bản thân của mình, chứ không phải muốn em giải quyết gì đâu. Bởi vì cô ta hiện giờ đã mất tích rồi, anh sợ là cô ta sẽ gây bất lợi cho em đó. Nếu vậy anh phải sợ cho Minh hơn chứ. Yên tâm, anh đã nói chuyện này với gia đình của Minh rồi, và sắp đặt vệ sĩ đi theo bảo vệ cho Minh. Lần này chưa cái tính đầu qua nghe chưa. Anh nói cho em biết, không phải qua nào cũng thơm đâu. Em ra ngoài chút đi, lát nói chuyện sau. Nè, Nam, Nam.
đâu mấy ngày nay vậy? Có biết ta lo cho mi lắm không? Mình đã nghe Hương kể tất cả mọi chuyện rồi. Bây giờ Lam muốn mình sẽ nói với bác Trường, hay là chính miệng Lam nói? Đừng có nghe nói bậy. Mình không nghe Hương nói, mà nghe Lam nói đó.